Công đức vô lượng, ta không có nghe sư phó khuyên, chỉ sợ là phiền phức bắt đầu." Vô Tâm huệ oải buông tiếng thở dài, Quách Mạn kinh ngạc, "Phiền phức? Sao tiên sinh lại nói lời ấy?" Vô Tâm khẽ lắc đầu, không muốn nói, cũng không thể nói. Lúc trước hắn muốn xuất sơn, sư phó hắn Quỷ Y không đồng ý, nói lòng người hiểm ác, y thuật càng cao siêu, bản thân càng nguy hiểm. Cho dù là sư phó hắn, cái gọi là tính tình cổ quái, hoặc thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cũng là bị bất đắc dĩ hắn minh bạch nỗi khổ tâm của sư phó dùng lời sư phó nói đối mặt bên ngoài khẩn cầu không dính líu vào bất kỳ thế lực vô hại với bất kỳ thế lực nào tất cả đều giữ một khoảng cách mới là phương pháp tự vệ tốt nhất tuy lực ảnh hưởng của quỷ y rất lớn nhưng đối với một vài người mà nói chẳng là cái thá gì nhưng ngày hôm nay hắn không nghe sư phó nói một lần cứu nhiều hoàng tộc tề quốc như thế vương phi ngài làm sao vậy trong phòng kêu lên sợ hãi hai thị nữ nghe tiếng đi vào cực kỳ lo lắng Thiệu liếu Nhi thở hồng hộc, bộ dạng sợ hãi không thôi, thậm chí đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Ở bên giường bệnh của Hạo Chân cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ mấy ngày, mãi đến khi pháp sư trăm phần trăm xác nhận Hạo Chân không có chuyện gì, nàng mới thư giãn, cũng không chịu đựng được, rốt cục nằm xuống nghỉ ngơi. Chương 1666, này chỉ là bắt đầu. Nhưng ác mộng lại đến rồi, ác mộng ngâm mình trong lồng heo đã lâu không xuất hiện lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn xuất hiện nội dung mới, nàng từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại cho dù thức tỉnh nàng cũng thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại thư sinh kia hỏi nàng nói chờ ba năm vì cái gì không chờ hắn nàng liêu mạng giải thích nói rằng hắn đã chết rồi nhưng thư sinh kia lặp đi lặp lại hỏi nàng vì cái gì không chờ hắn cuối cùng thậm chí từ trong tay áo rút ra ngân châm đâm về hạo chân còn đâm về phía nhi tử nàng có suy nghĩ thì có mộng có thể mơ ra loại mộng này là bởi vì nàng nhận ra được cái gì, cũng là vì tâm sinh ái náy. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, hai người đã từng chân tâm yêu nhau, trừ khi không có tiếp xúc, bằng không không gạt được đối phương. Ở trong Trạch viện đệ tử quỷ y, nàng đột nhiên minh bạch, không phải bộ dạng giống, là thư sinh kia đến rồi, Đàm Diệu Hiển đến rồi. Kết hợp thời gian đệ tử quỷ y xuất hiện ở Tề Kinh, nàng rõ ràng minh bạch, Đàm Diệu Hiển không có quên nàng, là đến tìm nàng, đoạn thời gian đó vừa vặn là 3 năm đến thực hiện ước hẹn không cần lại nói cái gì, nàng có thể xác nhận, vô tâm chính là người lúc trước mình không tiếc giá lớn bỏ trốn theo kia, người nàng từng yêu chết đi sống lại kia. Nàng không rõ ràng vì sao đàm diệu hiển đến tề kinh lâu như thế lại không tìm nàng, đã không tìm nàng, vì sao lại ở tề kinh không rời đi. Nàng không biết ba năm kia đàm diệu hiển đến tột cùng trải qua cái gì, không biết tại sao đàm diệu hiển lại trở thành đệ tử quỷ y thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không phải thiệu bình ba nói đã giết đàm diệu hiển sao? lẽ nào là lừa gạt mình kỳ thực căn bản không có giết chỉ vì lừa gạt bản thân gả đến tề quốc sao đã không có chết ba năm kia hắn còn sống vì cái gì không liên hệ mình vì sao một chút tâm hơi cũng không có lúc trước nàng ngày đêm nhớ hắn lẽ nào hắn một chút cũng không nhớ mình nhịn được không liên hệ mình sao đã không cho mình bất kỳ tin tức vì cái gì lại phải đợi đến mình cưới chồng lại xuất hiện để nàng làm sao chịu nổi nàng không phải trách đàm diệu hiền lấy hiếu biết của nàng với đàm diệu hiển, nàng cảm thấy đàm diệu hiển nhất định là có nguyên nhân gì bất đắc dĩ mới không liên hệ nàng. Nàng khóc, tĩnh lặng ngồi ở trên giường, lệ rơi đầy mặt. Năm đó Thiệu Bình ba nói, trong ba năm, mặc kệ đàm diệu hiển ở nghề nghiệp nào, chỉ cần có thể làm ra tiền đồ, liền đáp ứng gả nàng cho hắn. Nói là nói như vậy, thế nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đàm diệu hiển vậy mà thành đệ tử quỷ y, thư sinh có vẻ như cực kỳ vô dụng tay chói gà không chặt kia vậy mà thành đệ tử quỷ y danh chấn thiên hạ, ngay cả một đám hoàng tộc cũng phải quỳ gối dưới chân hắn cầu xin. Thành tựu như vậy, lúc trước chỉ sợ Thiệu Bình Ba nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, nếu như lúc trước Thiệu Bình Ba biết đàm diệu hiển sẽ có thành tựu như thế, chỉ sợ cũng không dám buộc nàng gả tới tề quốc, có lẽ còn đến nịnh bợ đàm diệu hiển. Thư sinh vô dụng kia rốt cuộc có tiền đồ, hơn nữa cực kỳ có tiền đồ, để người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đã không cần lo lắng vấn đề áo cơm. Thiệu liễu nhi si ngốc nở nụ cười, rơi lệ mỉm cười, nàng không biết bản thân có nên vì hắn cảm thấy cao hứng hay không. Thấy Vương Phi cử chỉ như điên rồ, lúc thì khóc, lúc thì cười, vừa cười lại khóc, hô hoán như thế nào cũng không phản ứng, hai thị nữ bị dọa hỏng rồi. Một người nhìn người còn lại nói, nhanh đi, nhanh đi mời Pháp Sư tới xem một chút. Một thị nữ khác vừa mới quay người, bỗng nhiên Thiệu Liễu Nhi lên tiếng. Không cần, ta không sao, nhấc tay áo lau nước mắt, lại hỏi, ta ngủ bao lâu, thị nữ nói, đã ngủ một ngày một đêm, ngài thật quá mệt mỏi. Thiệu liễu nhi lại hỏi, vương gia thế nào rồi? Thị nữ nói, vương gia đã tỉnh, sau khi người ngủ không lâu, vương gia liền tỉnh rồi. Thay y phục, thiệu liễu nhi lập tức đứng dậy. Sau khi rửa mặt thay y phục, nàng đi xem nhi tử một chút, thấy nhi tử đang ngủ say, sau đó mới vội vã chạy tới bên giường bệnh của hạo chân. Hạo chân đã tỉnh, đang từ từ khôi phục, trên gương mặt đã có huyết sắc. Ngọc thi độc, sau khi độc phát chết bất đắc kỳ tử, nghe nói thi thể sẽ biến thành trong suốt, giống như thây khô ngọc thạch, cho nên độc này mới mang tên ngọc thi độc. Nhìn thiệu liếu nhi ngồi ở bên giường ôn nhu thăm hỏi, hạo chân mỉm cười. Nghe nói người mệt ngủ rất lâu, thiệu liếu nhi nói, ngài mới thật là dọa ta sống không nổi. Đến, hạo chân đưa tay ra hiệu nàng cúi người qua, thiệu liếu nhi nghi hoặc không rõ, nhưng vẫn cúi người. Hạo chân đưa tay ra, ngón tay kéo cổ áo của nàng xuống, nhìn vết thương trên cổ hỏi. Sao lại làm mình bị thương? đau không, thiệu Liễu nhi thế mới biết hắn là muốn xem cái này, nhấn tay hắn, dùng chăn che lại. Một chút thương tích nhỏ, không đau, không sao cả. Hạo chân nói, sau này đừng dại dột như thế, vạn nhất ngươi xung động quá mức ta đi nơi nào tìm vương phi. Thiệu Liễu nhi cười khổ nói, lúc đó thiếp thân thật không có biện pháp, chỉ có thể là bất cứ giá nào. Hạo chân lộ ra ý cười ôn nhu, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Chuyện đã xảy ra, sau khi ta tỉnh lại, sa tiên sinh đều nói cho ta biết ngay cả bộ tầm tự mình đi cầu cũng vô dụng mà nàng lại làm được vì cứu ta nàng rút kiếm lấy tự vẫn uy hiếp quỳ gối ở trước cửa dập đầu vô số lần cầu xin vô số lần cuối cùng ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi mới đổi được vô tâm tiên sinh đại phát tử bi ủy khuất nàng rồi thiệu liễu nhi nhét tay hắn về trong chăn vương ra này đều là ta nên làm hạo chân nói có vợ như thế còn cầu mong gì liễu nhi cái mạng này của bản vương là nàng cứu vương ra nói quá lời Thiệu Liễu Nhi không muốn kể công, nói đến sự tình vô tâm, nàng lại có chút thất thần, ngơ ngác. Mãi đến khi hạo chân lay lay nàng, mới làm nàng tỉnh lại. Nghe nói mấy ngày nay nàng không chập mắt, có phải quá mệt mỏi hay không? Mệt thì trở về nghỉ ngơi, không cần thủ ở chỗ ta, ta không có chuyện gì. Người đâu, đưa Vương Phi trở về nghỉ ngơi. Vô tâm cũng tỉnh rồi, không để ai quấy dày, lẻ loi nằm ở trong đình viện, trông ánh trăng trên bầu trời đêm, suy nghĩ xuất thần. Ở tề kinh lâu như thế, người vẫn muốn gặp nhưng không dám thấy rốt cuộc nhìn thấy, hắn vốn định hỏi nàng vì sao không tuân thủ ước hẹn, vì sao gả cho người khác. Hắn vốn định trả thù hết thảy người chia rẽ bọn hắn, hắn muốn trả thù thiệu bình ba, hắn muốn trả thù nghiêu hữu đạo, thậm chí hắn hy vọng giết người chiếm giữ nàng. Nhưng kết quả thì sao, hắn lại đi cứu nam nhân của nàng, cứu sống nam nhân kia để đối phương cùng nàng sớm chiều gần nhau, mà hắn chỉ có thể lẻ loi nhìn ánh trăng, hắn không biết bản thân làm cái gì. Hắn nhớ tới tình hình năm đó mình vừa tỉnh lại, thân ở trong không gian đầy bình bình lon lon tràn ngập mùi thuốc. Khi biết lão đầu cứu mình là quỷ y đại danh đỉnh đỉnh, hắn nhớ tới ước hẹn 3 năm của thiệu bình ba, phải có tiền đồ mới bằng lòng gả thiệu liễu nhi cho hắn, hắn liền điên cuồng cầu xin quỷ y thu hắn làm đồ, không tiếc giá lớn bắt lấy cơ hội này. Lão đầu bị hắn dằn vặt không kiên nhẫn, qua loa hắn, ném một quyển sách thuốc cho hắn, nói trong vòng 3 ngày nếu hắn có thể học thuộc lòng, liền đáp ứng thu hắn làm đồ. Kết quả hắn làm được, này cũng là sự tình duy nhất hắn am hiểu nhất, lão đầu im lặng không có nuốt lời, thu hắn làm đệ tử. Càng làm cho lão đầu ngoại ý muốn là, đồ đệ ngốc của mình, một thư sinh cổ hủ vô dụng, vậy mà có thiên phú phương diện này, học y rất nhanh, là thầy thuốc trời sinh, có chút cảm giác va vào bảo bối. Thế nhưng lão đầu biết mục đích hắn học y là vì cái gì, là vì nữ nhân, lão đầu không muốn để cho hắn xuất sơn, để hắn quên những thị thị phi phi kia. Trường 1667, chấm thật hật. Một, hắn không chịu, Lão đầu lại làm khó dễ hắn, nói muốn có tiền đồ đầu tiên phải học được bản sự của mình, bằng không đi ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ không nói, còn sẽ hỏng thanh danh của hắn, như vậy cũng không tính có tiền đồ, có tư cách gì cưới người ta. Lão đầu đưa ra 108 chứng bệnh, nói chỉ cần có thể chữa lành những bệnh này mới xem như chân chính xuất sư. Vì xuất sư, vì ước hẹn 3 năm, hắn kéo thân thể bệnh hoạn điên cuồng học tập, trong dược cốc có tất cả điều kiện học tập hắn muốn, hắn ham học hỏi như khát. Cuối cùng Trước khi thầy trò phân biệt, lão đầu nhìn đệ tử im lặng không nói, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Hắn hoàn thành điều kiện xuất sư của sư phó, không chỉ hoàn thành, còn hoàn thành ở trước ước hẹn 3 năm. Lão đầu nói thiên phú của hắn rất tốt, thật không hy vọng hắn đổ ở trên nhi nữ tình trường, cũng căn dặn rất nhiều. Sau khi rời dược cốc, hắn mới minh bạch sư phó nói là có ý gì, thiệu liếu nhi đã cưới chồng, trước đó sư phó hẳn là đã biết, chỉ là không đành lòng nói cho hắn chân tướng mà thôi, hiện tại thân thể hắn không chịu nổi kích thích. thích xuất sơn sự tình thứ nhất là tiện thể hoàn thành một chuyện lão đầu bàn giao người nhà sư đệ gặp gỡ phiền phức để hắn đi giải độc cho người nhà sư đệ mặt ngoài tề kinh nhìn như bình tĩnh nhưng ở ngoài tề kinh là chân chính gió nổi mây vần chú định sẽ khuấy lên toàn bộ tề quốc trải qua thời gian giải kín đáo mưu tính vận dụng lực lượng tình báo cường đại của tấn quốc không tiếp giá lớn công phá trung khu thông tin dưới chướng hô diên vô hận chỉ vì giúp thiệu bình ba đoạt tiên cơ thiệu bình ba biết như vậy đối với tề quốc đối với viện quân không tạo được ảnh hưởng gì, tối đa chỉ có thể kéo đại quân mấy ngày mà thôi. Toàn bộ tề quốc, con đường liên lạc khắp mọi mặt quá nhiều, quá dễ dàng xuyên thủng âm mưu, căn bản không thể chân chính khống chế năng lực thông tin của quân tề. Nhưng này chính là hiệu quả hắn muốn tạo thành, tuy sự tình nhỏ, nhưng đứng ở lập trường tề quốc đến xem, là con đường thông tin của quân đội bị kẻ địch khống chế, như vợ còn làm sao đánh trận. Diệt quốc cũng có khả năng A, động tác này khẳng định sẽ gây nên giáo sự đài toàn lực quét sạch mầm họa, Trước tiên là hoàng tộc trúng độc, dẫn ra lực lượng của giáo sự đài. Tiếp đến là đại quân tác chiến mất khống chế, dẫn tới lực lượng giáo sự đài toàn diện phản công. Sự kiện liên tiếp cơ hồ điều động hết thảy lực lượng của giáo sự đài. Đối tượng mà giáo sự đài toàn diện phản công sau đó phân cao thấp, Thiệu Bình Ba đã giúp bọn hắn chuẩn bị tốt. Công phá trung khu thông tin của quân tề chính là mồi, này chính là một cái bẫy liên hoàn. Vì công phá trung khu thông tin của quân tề mà không tiếc bất cứ giá nào hành động, dẫn đến mạng lưới tình báo ẩn núp của Hắc Thủy Đài không thể tránh khỏi bị bại lộ chính là mồi nhử. Sự kiện nghiêm trọng, không tiếc giá lớn thả mồi nhử, làm Thiệu Bình ba thành công điều động, hấp dẫn lực lượng của giáo sự đài, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hậu thủ chân chính là Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng và Kim Vương Hạo Khải. Hạo Vân Thắng và Hạo Khải phản, thân đệ đệ và nhi tử của hoàng đế tạo phản rồi. Nói là hai người tạo phản, nhưng chủ lực tạo phản thực chất chỉ là Kim Vương Hạo Khải. Hoàng đế vẫn trước sau khống chế Hạo Vân Thắng, từ trình độ nào đó là luôn chèn ép, tuy lúc trước thường vị từng được đệ đệ chống đỡ, nhưng sau khi nắm giữ hoàng quyền lại chưa từng khách khí, một núi không thể chứa hai cọp là chí lý, từng bước cướp đoạt binh quyền của Hạo Vân Thắng, chỉ cho đãi ngộ nhàn tản, quản lý hoàng thất. Trên tay chưa nắm giữ lực lượng thực chất gì, Hạo Vân Thắng đối với ca ca tự nhiên lòng mang oán hận, năm đó xuất quân đẫm máu chém giết, ủng hộ ca ca thượng vị, kết quả không đổi lấy được chỗ tốt trong tưởng tượng, trái lại không bằng lúc trước. Càng làm hắn phẫn hận là, một chân của mình bị hô diên vô hận làm tàn, vậy mà hoàng đế cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu có cơ hội, sợ là Hạo Vân thắng đã sớm ước gì tạo phản, phát tiết mối hận trong lòng, nhưng căn bản không có thực lực tạo phản, chỉ dám ở sau lưng làm chút động tác. Mà đối với Hạo Khải, không nói Hạo Vân đồ ôm chờ mong, trên thực tế đối với nhi tử đến tuổi đều sẽ cho cơ hội rèn luyện nhất định, hoặc là nói cho phép những nhi tử kia có một ít thành viên nòng cốt của mình tiến tới rèn luyện. Mà hoàng tử được địa vị nhất định tự nhiên đều sẽ có một ít người nương nhờ vào. Không giống Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng, quan viên triều đình đứng thành hàng như thế nào đi nữa, cũng sẽ không có người đứng bên hắn, trừ khi đầu óc có bệnh. Nhưng đối với Thiệu Bình Ba mà nói, có chút sự tình tới tìm Kim Vương Hạo Khải đi làm mà nói, Hạo Khải là không thể đáp ứng, mà Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng chính là điểm để hắn phát lực, là then chốt để bức Hạo Khải tạo phản. Khi Hạo Khải thoát đi Hoàng gia Lâm Viên, liền bị Thiệu Bình Ba sách cổ, rắt mũi, không cách nào quay đầu lại được. Sau khi Hạo Khải thoát đi kinh sợ phát hiện, phụ hoàng lại phái người đi lâm viên lùng bắt hắn, nếu không đi sớm, sợ là đã thân hãm nhà tù. Mà sau khi trốn, cũng phát hiện bản thân giải thích không rõ, nếu không phải mình hạ độc, vì sao phải trốn? Đã không có dũng khí trở về đối mặt, trở về hậu quả không thể chịu đựng, hiềm nghi hạ độc không nói, cộng thêm sự tình chạy trốn, hắn biết, vị trí thái tử còn có hoàng vị đã triệt để vô duyên. Hắn cũng biết trước đây sự tình nhằm vào huynh đệ hoàng tộc tất nhiên có một đống người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng hắn qua rõ ràng kết cục của người thất bại khi tranh đấu hoàng quyền kết cục là hắn không cách nào đối mặt coi như hắn muốn trở về cũng không thể quay về mưu sĩ ở bên người khuyên đứt đoạn mất mộng tưởng của hắn không trở về làm sao lo liệu trốn cả đời ở dưới người hữu tâm điều khiển không ai nguyện ý cùng hắn đi trốn cả đời hắn một người đi trốn cả đời hắn một người ngay cả sinh hoạt cơ bản cũng khó tự gánh vác lấy cái gì đi trốn. Chỉ sợ tránh không khỏi ngày mai sẽ phải bị tóm. Chờ bị tóm sao, mưu sĩ bên người kiến nghị thành hy vọng duy nhất của hắn, cấu kết tấn quốc, cầm binh tự lập. Mưu sĩ bên người khuyên bảo rất có đạo lý, này là cơ hội duy nhất, lúc này chính là thời cơ đại quân tề quốc trắng trợn viện trợ về quốc, nội bộ tề quốc chống vắng, mà tấn quốc mưu đồ tỏ rõ, chỉ cần hạo khải nguyện ý nương nhờ vào tấn quốc, tấn quốc nhất định sẽ đại lực chống đỡ. Chỉ cần mưu đồ chiến lược của tấn quốc thực hiện được, không nói vọng tưởng hoàng vị tề quốc, ít nhất có thể giữ được tính mạng, còn có thể bảo vệ vinh hoa phú quý, cười nhìn đối thủ lúc trước bị bắt thành tù nhân. Hạo Khải không có lựa chọn, chỉ có thể như vậy, cấp tốc liên hệ nhân viên phe mình. Dù Kim Vương bỏ trốn, triều đình đã phòng bị, khẩn cấp hạ chỉ bắt giam người của thế lực Kim Vương. Nhưng kế hoạch của Thiệu Bình ba từng bước triển khai, ép chặt nhịp điệu của triều đình Tề Quốc, động tác của triều đình luôn muộn một bước. Thế lực Kim Vương nhất hệ cũng bị Kim Vương làm cho không còn biện pháp, Kim Vương vừa đổ, người phe phái Kim Vương sẽ không thể tránh khỏi gặp thanh tẩy, vì tự vệ, chỉ có thể theo. Nhưng lực lượng tu sĩ Tề Quốc không thể dễ dàng đi theo tạo phản, không có lực lượng tu sĩ chống đỡ, phản quân căn bản không chịu nổi dần vặt. Nhưng hết thảy đều chuẩn bị tốt, ở dưới thiệu bình ba tỏa trấn sai phái, sớm có đại lượng tu sĩ tấn quốc bí mật lẻn vào, cấp tốc nội ứng ngoại hợp với lực lượng của Kim Vương, tiến hành tàn sát tu sĩ không theo quân, lót đường cho Kim Vương hảo khải tạo phản toàn diện. Tấn quốc điều động đại lượng tu sĩ tham dự phối hợp sự tình này, làm lực lượng tu sĩ tấn quốc đồng thời giao chiến với hai nước cực kỳ khẩn trương, điều phối rất khó khăn. Chương 1668 chấm thật hận. Hai, thế nhưng ở dưới mưu kế tỉ mỉ của Thiệu Bình Ba, tấn quốc lại có thể cùng hai nước liều mạng lực lượng ngang nhau. Trong nội bộ vệ quốc, ở dưới Thiệu Bình Ba đầu độc, rất nhiều tu sĩ và chư hầu lợi ích bị ảnh hưởng đung đưa bất định, Vệ quốc không cách nào sai phái tất cả, đủ để lực lượng tu sĩ của tấn quốc chặn được mà nội bộ Tề quốc, bởi vì theo đại quân viện trợ về quốc đã rời đi đại lượng tu sĩ, tấn quốc chia lực lượng tu sĩ tới hiệp trợ Kim vương cũng đủ để chặn lại. còn có thể hiệp trợ Kim vương đánh thắng hay không, này không trọng yếu. Thiệu Bình Ba hoặc nói là tấn quốc, căn bản không mong đợi Kim vương Hảo Khải có thể chống đỡ được toàn bộ lực lượng của Tề quốc. tất cả hứa hẹn đều là bọt nước, có thể thành thì tốt, không thể thành, Kim vương Hạo Khải cùng với thế lực của hắn chết sống, Thiệu Bình Ba và tấn quốc sẽ không quan tâm mục đích là muốn bước đại quân của hô diên vô hận hồi viên tranh thủ thời gian cho tấn quốc thuận lợi đánh hạ về quốc một khi kim vương hạo khải bại cục đã định tu sĩ tấn quốc sẽ không bồi theo chịu chết mà nhanh chóng rút đi lực lượng hắc thủy đài tiến vào tế quốc hy sinh to lớn đổi lấy kế hoạch của thiệu bình ba được thuận lợi tiến hành hút ra đại lượng lực lượng của giáo sự đài cộng thêm điên cuồng phản công làm hắc thủy đài nắm giữ mạch lạc nhất định cũng nhằm vào nơi chống vắng tiến hành phản kích để kim vương khởi sự có thời gian triệu tập nhân mã lực lượng của giáo sự đài thiếu hụt không thể đúng lúc phát hiện phòng bị làm triều đình tề quốc phản ứng chỉ đột dẫn đến không thể đúng lúc sai phái binh mã ngăn cản nhân mã của kim vương tập kết dẫn đến lỡ mất thời cơ chặn lại tốt nhất thiệu bình ba không tiếc hy sinh lực lượng của hắc thủy đài muốn chỉ là một cơ hội như thế mà thôi ở trong mắt người hắc thủy đài hy sinh nhiều người như vậy chỉ vì một cơ hội thực sự không đáng nhưng ở trong mắt triều đình tấn quốc việc quan hệ tới toàn bộ chiến lược trả giá lại lớn cũng đáng không tiếc giá lớn toàn lực chống đỡ kế hoạch của Thiệu Bình Ba. Đợi Tề Quốc phản ứng lại, nhân mã của Kim Vương đã hòa tốc tập kết, Tây viện Đại Vương Hạo Vân thắng cũng tụ tập hơn vạn nhân mã lao tới nương nhờ vào Kim Vương, hắn thực không làm ra quá nhiều nhân thủ. Ở dưới tấn quốc can thiệp, hắn chỉ có thể đi theo Hạo Khải. Mà lúc này ở dưới Thiệu Bình Ba không ngừng bố cục, lực ảnh hưởng lại hiện lên lần nữa, mà này cũng là kết quả mà Thiệu Bình Ba mong muốn nhất. Khi các nơi nhận được tin tức Kim Vương Hạo Khải và Tây viện Đại Vương tạo phản, phản ứng đầu tiên vậy mà là trần trừ, sau đó triều đình khẩn cấp hạ quân lệnh tới cũng sản sinh hoài nghi, lo lắng là phe địch lại phá hoại, lo đi kiểm tra chung khu thông tin phải trang bị người khống chế. Bao quát hồ diên vô hận sau khi nhận được tin tức, cũng là trước tiên gửi mật thư hỏi triều đình xác định. Có vết xe đổ, này là chuyện không cách nào tránh khỏi. Kể cả hơn vạn nhân mã của Tây Viện Đại Vương Hảo Vân Thắng, Kim Vương Hảo Khải tập kết gần 15 vạn binh mã. Tuy chỉ có 15 vạn nhân mã, nhưng dưới tình huống nội bộ tế quốc binh lực trọng yếu thiếu hụt, nhân mã chủ lực chạy về phía về quốc, còn phải phòng bị bên tấn quốc, lại thêm đại lượng tu sĩ của tấn quốc trước một bước chạy tới chống đỡ, 15 vạn nhân mã một đường công thành cướp đất, tạo thành tư thế bao phủ cả nước. Quan viên địa phương đối mặt thế không thể đỡ, không ít người mở thành đầu hàng, sau khi đầu hàng tự nhiên không tránh khỏi lên tiếng trách cứ triều đình, trách cứ hôn quân vô đạo. Mà Tây Viện Đại Vương Hảo Vân Thắng lấy thân phận quản lý hoàng tộc nhiều năm, ngang nhiên lên tiếng, chỉ trích hoàng vị của Hạo Vân Đồ lai lịch bất chính, tàn sát huynh đệ, ngay cả nhi tử cũng không nhìn nổi mà phản hắn, hiệu triệu hoàng tộc hợp lực lật đổ Hạo Vân Đồ. Đương nhiên, hoàng tộc Hạo thị không thể bởi vì những chỉ trích này liền đi tạo phản, nhưng đối với danh dự của Hạo Vân Đồ ảnh hưởng cực kỳ to lớn. 15 vạn phản quân, một đường bao phủ, mang theo thanh niên trai tráng và loạn dân, dần dần thành 50 vạn. Nhiệt xúc, Hạo Vân Đồ dưới cơn thịnh nộ không nghĩ tới nhi tử của mình sẽ tạo phản một cước đạp lăn cái bàn trong ngự thư phòng, gương mặt tức giận đến tái xanh. Bọn thái giám hầu hạ sợ đến nơm nớp lo sợ, ngay cả bộ tầm cũng không dám thở lớn tiếng, toàn bộ hoàng cung nơm nớp lo sợ, các quý nhân ở hậu cung bình thường đấu đến đấu đi cũng yên tĩnh, không dám trêu ra chút sự tình gì. Các quý nhân rất rõ ràng, thời điểm này mạng như rơm rác, ai dám gây sự chính là tìm chết. Bạch, Hạo Vân đồ rút kiếm chém vào cột nhà, nghiến răng nghiến lợi. Chấm thật hận, hắn hận cũng không phải không có lý do, Hạo Vân Thắng là thân đệ đệ của hắn, chính vì nhớ phần tình ngãi này, thêm nữa đệ đệ vì hắn leo lên hoàng vị lập xuống công lao hắn mã, cho nên hắn đối với Hạo Vân Thắng ở sau lưng làm một chút sự tình vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng đuổi tận giết tuyệt, ít nhiều cũng lo lắng ngôn luận ảnh hưởng. Còn Hạo Khải, mẫu thân của Hạo Khải là nữ nhân hắn đã từng yêu nhất, vì cứu hắn bị loạn tiễn bắn thành con nhím, là giúp hắn ngăn tên, là chết ở trong lồng ngực hắn, trước khi Lâm Trung còn miệng ngậm máu tươi nhờ hắn chăm sóc nhi tử. Hắn vốn muốn lập Hạo Khải làm thái tử, cũng có ý để Hạo Khải kế thừa hoàng vị. Nhưng Hạo Khải năng lực thực có hạn, không đáng trọng dụng, để hắn làm sao có thể dễ dàng giao một quốc gia cho đối phương. Mặc dù biết Hạo Khải đôi lúc làm bậy, nhưng hắn nể tình thê tử đã chết, không có quá làm khó dễ, vẫn cho nhi tử cơ hội. Không thể nghĩ tới, hắn nhớ tình huynh đệ cha con, vậy mà đối phương lại ra tay độc sát cả hoàng tộc. Chuyện đến nước này, hắn làm sao có thể không biết người hạ độc chính là đệ đệ Hạo Vân thắng? Lúc trước hắn cướp đoạt binh quyền của Hạo Vân Thắng, từ trình độ nào đó là muốn bảo đảm đệ đệ một mạng, không có thực quyền, Hạo Vân Thắng sẽ không có biện pháp đi tới con đường không thể quay đầu, sẽ không gây ra sát tâm của hắn. Nhưng ý nghĩ của hắn sai rồi, đại nhi tử mà mình hết lần này tới lần khác cho cơ hội, vậy mà để ngoại địch chui chỗ trống. Có lẽ ở trong mắt người khác, hoàng đế như hắn vô tình vô nghĩa, nhưng mình khoan dung độ lượng bao nhiêu chỉ có hắn rõ ràng nhất. Hắn hận lúc trước không có đuổi tận giết tuyệt hảo vân thắng, Hắn hận mình không sớm phế nhi tử kia, để hai người song song gây thành hậu quả bây giờ. Hắn hận mình không làm được đế vương vô tình chân chính. Phong, 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 ngoài thành, đại quân tập kết, phát sinh tiếng hô giống như biển gầm, tuy chỉ có vạn kỵ binh, nhưng khí thế to lớn. Phát ra khẩu hiệu, cùng hắc phong kỵ của Tề quốc năm đó không khác nhau chút nào. Hồ Diên Uy và huynh trưởng người mặc chiến giáp, hai người cưỡi trên lưng ngựa, sóng vai từ trong cửa thành lao ra, vọt vào trong đại quân huynh trưởng hắn vung cánh tay hô to. Xuất phát, vạn kỵ cấp tốc thay đổi phương hướng, có hàng vạn con ngựa chạy trồm, đi theo rời đi. Hồ Diên uy sung phong ở phía trước không cảm thụ đến thế cục nguy hiểm chút nào, trái lại hăng hái, cực kỳ hưng phấn, này là lần thứ nhất hắn theo quân xuất trinh, làm phó tướng cho huynh trưởng. Một vạn kỵ binh chính là nhân mã Hồ Diên vô hận lưu lại, chính là kiêu kỵ quân lưu thủ kinh thành. Vì tiêu diệt phản quân, Hạo Vân đồ hạ lệnh cho Hồ Diên vô hận quay về, nhưng Hồ Diên vô hận kháng lệnh không theo, cự không phát binh bình phản, kiên trì kế hoạch tác chiến lúc trước. Tướng ở bên ngoài, có thể không nghe thánh chỉ, Hạo Vân Đồ không làm gì được Hồ Diên vô hận, lại không thể lâm trận đổi tướng, chỉ có thể tập kết nhân mã trong nước bình phản. Vì sớm ngày bình phản, Hạo Vân Đồ phát động kiêu kỳ quân tinh nhuệ lưu thủ kinh thành. Chương 1669, Nữ hoàng, điều động kiêu kỳ quân tự nhiên có nguyên nhân, thủ thành vốn không phải kỵ binh am hiểu, kỵ binh am hiểu là tiến công trên chiến trường. Hạo Vân đồ lệnh trưởng tử của Hô Diên vô hận làm chủ tướng, không có biện pháp, tiêu kỷ quân vẫn nắm ở trong tay Hô Diên ra, người khác sợ là chỉ huy không được. Hô Diên uy không nhịn được, chủ động xin đi đánh giặc, Hạo Vân đồ vui vẻ đáp ứng, lệnh làm phó tướng. Hạo Thanh Thanh tới chậm, lúc leo lên đầu tường, chỉ nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn, không khỏi quẹt miệng. Nàng là đến tiến đưa Hô Diên uy, vốn không muốn đến, là hoàng hậu lặp đi lặp lại khuyên bảo mới đến, kết quả phiền phiền nhíu nhíu tới chậm, không thể đúng lúc tiến đưa, chỉ nhìn thấy một trận khói bụi, nghe được tiếng vó ngựa ầm ầm mơ hồ truyền đến. Đối mặt áp lực lớn như vậy, Hồ Diên vô hận lại kháng chỉ không theo. Thiệu Bình ba trốn ở trong địa đạo, bồi hồi ở dưới ánh đèn nhìn tình báo truyền đến, nhíu mày trầm ngâm, không nghĩ tới Hồ Diên vô hận sẽ ngang nhiên kháng chỉ. Người khác bình ngoại trước tiên an nội, nhưng vị thượng tướng quân này hiển nhiên là kiên trì bình nội trước tiên an ngoại, muốn đánh bại thế tiến công của tấn quốc trước đã như thế trước đó một loạt kế hoạch kéo dài quân tề của hắn chẳng khác nào phí công hô diên vô hận căn bản không có thời gian để ý sau khi do dự thiệu bình ba ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng yên sơn minh tề vô hận hô diên vô hận này không hổ là trụ của tề quốc người này không chết sợ là tấn quốc phải phí nhiều công phu thiệu tam tỉnh nói đại công tử làm sao bây giờ có cần nghĩ biện pháp khác nhằm vào hô diên vô hận hay không thiệu bình ba lắc đầu nói Âm mưu quỷ kế lên không được mặt bàn chỉ có thể hữu dụng ở dưới mặt bàn, đối mặt hô diên vô hận bày mưu nghĩ kế, đại quân rong rồi ngang dọc, căn bản không làm nên chuyện gì. Trả tin tức trên tay cho đối phương, sự tình chiến trường không phải sở trưởng của ta, ngông cuồng nhúng tay có khả năng sẽ chữa lợn lành thành lợn què, tiếp đến sự tình hai quân đối trọi giao chiến phải giao cho những tướng quân kia đi ứng đối. Ta đã làm nền cho bọn hắn đến mức độ như vậy, hẳn là hữu dụng với bọn hắn. Hỏa tốc trả lời tin tức đi, vâng thiệu tam tỉnh lĩnh mệnh biên cảnh tấn vệ đại quân tấn quốc toàn diện áp sát phát động thế tiến công toàn diện với vệ quốc quân tâm sĩ khí vệ quốc chuẩn bị không đủ khó chặn được thế tiến công hổ lang của quân tấn ở trong vệ quốc mưu tính của thiệu bình ba phát huy tác dụng to lớn đại quân doãn trừ đông tiến cơ hồ thông suốt cơ hồ tùy ý đại quân doãn trừ tiến quân thần tốc ven đường nhân mã vệ quốc cơ hồ là tự mình bịt mắt cho đi tin tức truyền đến huyền vi bi vẫn muốn thổ huyết sau khi triều đình truyền chỉ Nhân mã ở trên tuyến đường Đại quân Doãn trừ Đông tiến ngoài miệng đáp ứng rất tốt, nhưng hành động thực tế là một chuyện khác. Sau khi tin tức Đại quân tiền tuyến giao chiến thất bại truyền ra, thái độ của thủ quân trên tuyến đường Doãn trừ Đông tiến càng thêm do dự, có chút thậm chí tiếp tế lương thảo cho Đại quân Doãn trừ. Này làm Huyền Vi làm sao có thể không tức giận đến thổ huyết, đối mặt quần thần, bi phẫn gào thét. Quốc Tặc, tướng công, Đường Nghi đột nhiên chạy vào đại điện, không để ý ánh mắt triều thần kinh ngạc, bước nhanh đến bên tai Huyền Vi thì thầm: Huyền Vi kinh hãi đến biến sắc, cái gì, sau đó không để ý dáng vẻ, ném chiều chính mặc kệ, thoảng thốt chạy nhanh ra, đường nhi một đường đi cùng. Trong điện, trưởng môn Linh Hư Phủ Thường Lâm Tiên, trưởng môn Thủ Chính Các Tàng Phong, trưởng môn Đại Nhạc Sơn Lạc môn chân vốn bởi vì thế cục bất lợi mà sắc mặt nghiêm nghị, lúc này ánh mắt giao nhau, sau đó cũng vội vàng ra đại điện xem động tính, ném một đám chiều thần hai mặt nhìn nhau không biết nguyên nhân. Tây môn tình không ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng mũi có vết máu, Sắc mặt vàng bệch, nhắm mắt điều tức không nói. Huyền Vi chạy vào vừa nhìn thấy, nhất thời quỳ đến trước mặt, ôm hắn, thất kinh nói: "Tình không, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta." Tây Môn Tình không mở hai mắt, bình tĩnh nói: "Có người hạ độc ở trong nước trà của ta, làm sao có khả năng?" Huyền Vi khiếp sợ, người bên cạnh nàng đều là tâm phúc tuyển chọn tỉ mỉ, không có khả năng làm ra chuyện này. Tây Môn Tình không lại nhắm hai mắt, Huyền Vi vội hỏi: "Ai làm?" Đường Nhi bước nhanh đến khuyên nhủ, tướng công, Tây Môn Tiên Sinh đang thi pháp áp chế độc tính trong cơ thể, đừng quấy dày. Huyền Vi kinh hoàng, sau đó nổi giận đùng đùng đi ra, triệu tập người trong đỉnh viện đến hỏi. Ai làm, hỏi tới hỏi lui đều nói không biết, ngược lại là Đường Nhi thử nói. Trước đó đệ tử trong phái nhìn thấy phỏ mã qua một chuyến, không biết. Đường trưởng môn, lời nói không có chứng cứ đừng nói loạn. Trưởng môn đại nhạc sơn lạc ngôn chân trầm giọng quát, ngươi có biết ngươi nói cái gì hay không? Ngươi muốn phá hoại hai nước vệ tề kết minh sao? Đường Nhi chỉ có thể ngậm miệng, mắt huyền vi sáng lên, lạnh lùng nói. Bắt hạo thừa tới cho ta. Không bao lâu, hạo thừa liền bị mời đến, huyền vi lớn tiếng chất vấn. Không phải ta làm, đừng mưu hại ta. Hạo thừa thản nhiên nói, sau đó lại bổ túc một câu. Chết thì chết, có cái gì phải lo lắng chứ? Huyền vi cắn răng nói. Cũng chính là nói, người thừa nhận là ngươi làm. Hạo thừa nói, ta nói rồi, không phải ta làm huyền vi nói vậy vì sao ngươi chú hắn chết hạo thừa nổi giận huyền vi ngươi coi ta là đứa ngốc sao buổi tối các ngươi ở chung một phòng coi ta là cái gì bản vương biết mình ở rể về quốc là làm gì nhưng các ngươi không khỏi quá mức đi ngay cả một chút kiêm húy cũng không có coi tề quốc ta là cái gì ta không chú hắn chết còn phải chúc mừng hắn sao trên thực tế độc đích xác là hắn hạ cũng chỉ có thân phận như hắn ra vào nơi đây mới để người không tiện ngăn cản có chút sự tình hắn vốn không biết thế nhưng ở dưới người hữu tâm dụ dỗ buổi tối ngày nào đó dụ hắn đến ngoài tầm cung của huyền vi để hắn biết nam nữ trong phòng làm gì hắn cũng là nam nhân tuy biết mình ở rể làm gì nhưng tâm bi vẫn có thể tưởng tượng được sau đó hắn không tránh khỏi hỏi người hữu tâm để mình biết những sự tình này là có ý gì được biết ý đồ của người hữu tâm có người hữu tâm bảo đảm hắn không cố kỵ ở dưới người hữu tâm an bài tìm đúng thời cơ hạ thủ huyền vi bị hắn nói mặt đỏ bừng cùng tây môn tình không tằng tiệu với nhau dù sao không phải sự tình hào quang gì bị vạch trần tại chỗ tất nhiên là lúng túng nhưng hiện tại nàng không cố kỵ được nhiều như vậy lạnh lùng nói được ngươi không thừa nhận có phải hay không ta có rất nhiều biện pháp để ngươi mở miệng người đâu dẫn hắn đi nghiêm hình tra hỏi hạo thừa nhất thời hoảng rồi huyền vi người coi tề quốc ta là bùn nắm sao nhưng hù dọa vô dụng thị vệ như hổ như sói nhào tới bắt hắn lại huyền vi cười gằn người có tin coi như ta giết ngươi chỉ cần ta báo một tiếng ngươi là phát bệnh chết bất đắc kỳ tử, tề quốc cũng sẽ coi như cái gì cũng không biết hay không. chờ đã, trưởng môn linh hư phủ thường lâm tiên lên tiếng, phát tay ra hiệu, vài tên đệ tử thủ chính các tiến lên, đoạt hạo thừa lại cũng lệnh người bảo hộ hạo thừa. huyền vi lạnh lùng nói, thường trưởng môn, ngươi có ý gì? thường lâm tiên than thở nói, tướng công, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, ngươi nói cũng không sai, coi như ngươi giết hắn, tề quốc vì đại cục suy nghĩ cũng sẽ coi như không biết. Nhưng người có nghĩ qua nội bộ về quốc chúng ta không? Người giết hoàng tử tề quốc, chẳng phải để lòng người bàng hoàng. Tam đại phái chúng ta là sẽ không cho phép người động hắn, coi như muốn giết, cũng không phải hiện tại, đợi thế cục ổn định, người muốn giết muốn chém, tùy ý ngươi, tam đại phái tuyệt đối không can dự. Trưởng môn thủ chính các tàng phong tiến lên một bước, nói đến lòng người về quốc, đang có chuyện quan trọng muốn báo cho tướng công. Chương 1670, Tần Quốc xuất binh một. Sau đó quay đầu lại vẫy tay ra hiệu, rất nhanh, một đám triều thần vào tới, dồn dập quỳ xuống ở trước mặt huyền vi, đồng thời cao giọng khẩn cầu. Xin tướng công đăng cơ xương đế, xin tướng công đăng cơ xương đế, đối mặt quần thần khẩn cầu, huyền vi kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn muốn ủng hộ nàng làm hoàng đế. Nếu thế cục chiến trường có lợi, bọn hắn sẽ không như vậy, bây giờ chiến sự bất lợi, mọi người cần phải có sự tình làm phấn chấn lòng người, trên dưới về quốc đều biết huyền vi có khả năng, lúc này ủng hộ huyền vi thượng vị chính là cử chỉ ổn định lòng người hiện tại đối mặt thế cục hỗn loạn cho dù có một chút chỗ tốt những người này cũng sẽ như bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng đối với chuyện này huyền vi tự nhiên là không đáp ứng cho dù muốn đáp ứng về tình về lý cũng sẽ không vội vã đáp ứng nhân viên không liên quan lui về phía sau huyền vi trở lại trong phòng ngồi quỳ ở trước mặt tây môn tình không khóc lóc nói là ta hại ngươi tây môn tình không mở mắt có thể nói cái gì cuối cùng lại nhắm mắt tận lực định thần áp chế độc tính trong cơ thể Huyền Vi gào khóc một trận bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, tìm tới Đường Nghi, giọng căm hận nói: "Hạo thừa thân ở trong cung, từ đâu lấy được kịch độc? Nếu như không có thủ vệ nơi này phối hợp, sao có thể tìm được thời cơ hạ độc chuẩn xác? Muội tử, ta đã không mong đợi Tam đại phái đi cứu Tình không, bọn hắn không làm khó dễ đã là vạn hạnh, sự tình cứu Trị Tình không, ta liền nhờ Thượng Thanh Tông." Minh Bạch, Đường Nghi gật đầu, mọi người đều không ngốc, nhưng sự tình không có chứng cứ không cách nào chỉ trích một khi xé rách mặt tây môn tình không chỉ có thể bị chết càng nhanh nàng gọi ba vị trưởng lão của thượng thanh tông tới nhưng đối mặt tây môn tình không bị chúng độc đều bó tay toàn tập thời điểm huyền vi nghĩ tất cả biện pháp tìm người cứu trị ba vị trưởng lão của thượng thanh tông chỉ có thể tận lực liên thủ áp chế độc tính trong cơ thể tây môn tình không tây môn tình không ra sức kéo dài tánh mạng mà ngoại giới tiếng hô khẩn cầu huyền vi đăng cơ lại từ từ tăng vọt cuối cùng huyền vi từ chối mấy lần cuối cùng đáp ứng đăng cơ làm nữ hoàng quần thần khẩn cấp xử lý sự tình này mà ngày đăng cơ thời điểm huyền vi mặc thử hoàng bào đường nhi lại lần nữa khẩn cấp tìm tới huyền vi biết nàng có lời huyền vi cho lui cung nữ thái giám lúc này đường nhi mới thấp giọng nói tướng công có người đưa mật thư đến thượng thanh tông chỉ điểm biện pháp giải cứu tây môn tiên sinh huyền vi vội hỏi người nào chỉ điểm đường nhi lắc đầu nói không biết sau đó lấy mật thư ra cho đối phương xem huyền vi khẩn cấp mở mật thư chỉ thấy trong thư nói nhanh chóng đưa Tây Môn Tình không đi Tề Quốc, cử mật sứ tâm phúc bái kiến Tề Hoàng, để Tề Hoàng lệnh anh Vương Phi Thiệu Liễu Nhi khẩn cầu đệ tử quỷ y vô tâm, vô tâm chắc chắn xuất thủ cứu giúp, có thể bảo đảm tính mạng của Tây Môn Tình không. Xem xong thư, Huyền Vi có chút do dự bất quyết. Đường Nhi nhắc nhở nói, nghe nói trước đó Hoàng tộc Tề Quốc tập thể chúng độc, chính là Thiệu Liễu Nhi cầu động đệ tử quỷ y ra tay, làm Hoàng tộc Tề Quốc chúng độc tránh thoát một kiếp. Huyền Vi nói, sự tình này ta tự nhiên biết, thậm chí khả năng biết nhiều hơn ngươi, chính bởi vì biết. Nên biết vô tâm tiên sinh kia không hẳn sẽ nhiều lần ra tay, vạn nhất không được, tình huống của tình không như vậy lại đưa đi, đến bên kia càng thêm bó tay toàn tập, qua lại trì hoãn thời gian, còn có thể chờ được hắn sống sót trở về sao. Đường nghi nói, tướng công còn có lựa chọn khác sao? Đúng vậy, huyền vi ngửa mặt lên trời thở dài. Đường nghi nói, người chỉ điểm ngôn từ chuẩn xác, nói vậy hẳn có nắm chắc, bằng không cũng không tất yếu bỏ công sức ở trên thân một người sắp chết, không có bất kỳ ý nghĩa. Huyền Vi xoay người, bỗng bắt lấy cánh tay Đường Nhi, cẩn thận dặn dò nói. Trước kia có thật nhiều người khuyên ta đăng cơ, ta không muốn xoán vị là một chuyện, cái khác chính là không muốn hại tình không, một khi ta lên đài, tam đại phái không dung được tình không, cho nên sự tình này quyết không thể để tam đại phái biết được. Hiện tại ta sắp đăng cơ, lực chú ý của tam đại phái sẽ bị rời đi, chính là cơ hội tốt để tình không thoát thân muội tử người tự mình đi tề quốc gặp mặt tề hoàng một chuyến thượng thanh tông cần phải giúp ta đưa tình không đến an toàn đường nghi chắp tay nói thượng thanh tông nhất định dốc hết toàn lực không phụ tướng công giao phó sau đó lại có chút do dự chỉ là ta ở trước mặt tề hoàng người nhỏ lời nhẹ huyền vi không nói hai lời xoay người bước nhanh đi tới bên bàn tự mình viết một phong thư giao cho đường nghi điển lễ long trọng trong thanh âm khen ngợi huyền vi mặc hoàng bào leo lên hoàng vị tiếp nhận quần thần hành lễ chính thức trở thành nữ hoàng vệ quốc, toàn diện chấp trưởng đại quyền bấp binh của vệ quốc. Tin tức nữ hoàng đăng cơ rất nhanh truyền bá toàn bộ vệ quốc, không biết bao nhiêu người ôm lấy chờ mong, hy vọng nàng có năng lực hóa giải nguy cơ. Huyền thừa thiên bị giam lỏng ở trong lãnh cung nhận được thông báo, ngửa mặt lên trời cười lớn. Huyền vi, tiện nhân, lòng muông giả thú rốt cuộc bại lộ rồi. Tiện nhân, trời tất thu ngươi, các loại chửi bới vang vọng ở trong lãnh cung, nhưng không người để ý tới. Sau khi đăng cơ, tam đại phái của vệ quốc phát hiện không đúng, phát hiện Tây Môn Tình không biết mất, theo lý thuyết sau khi Tây Môn Tình không trúng độc, đường nhi nên hầu ở bên người huyền vi mới đúng, nhưng đường nhi cũng không thấy. Tam đại phái lập tức điều tra, nhưng không biết hướng đi của hai người, phát hiện ngay cả nhân viên quan trọng của Thượng Thanh Tông cũng biến mất. Phi cầm cỡ lớn trong Hoàng Cung cũng thiếu ba con, hướng đi không rõ, tìm huyền vi hỏi, huyền vi lại hàm hồ không nói. Ở dưới thế cục này, tam đại phái không tiện biểu lộ ra ý đồ muốn diệt Tây Môn Tình không, Huyền Vi không trả lời, bọn hắn cũng không có biện pháp. Sau đó các đại sự dồn dập báo tới, hướng đi của Tây Môn Tình không rất nhanh bị mọi người ném ra sau đầu. Tần Quốc đưa đến tin tức, tuy Tần Quốc không trực tiếp xuất binh, nhưng dự định tiếp nhận Tây Bình Quan, Lai Sứ tỏ rõ quan hệ lợi hại khi khống chế Tây Bình Quan. Tỏ rõ các điểm quan trọng giống như Mông Sơn Minh báo cho Tần Quốc, chỉ là không kịp lúc dựa theo Mông Sơn Minh nhắc nhở đi chấp hành, chậm trễ hồi lâu, rất có mùi vị mất bò mới lo làm chuồng. Ý tứ của Tần Quốc là trước tiên khống chế Tây Bình Quan, chuẩn bị cho đại quân đến tiếp sau tiến vào về quốc. Sau khi quân thần về quốc thương nghị, vì đổi lấy Tần Quốc xuất binh, quyết định giao quyền khống chế Tây Bình Quan cho Tần Quốc. Làm ra quyết định này rất không dễ dàng, ai khống chế Tây Bình Quan liền nắm giữ thông đạo của đại quân bảy nước, một khi giao quyền khống chế này cho Tần Quốc, cơ hồ là ý nghĩa vĩnh viễn mất đi, coi như chiến sự lắng lại, Tần Quốc cũng chưa chắc sẽ trao trả về về quốc, thịt cắn vào trong miệng sao có thể dễ dàng nhả ra trừ khi cứng rắn đoạt lại. Nhưng cục diện như vậy, vệ quốc không thể không thỏa hiệp. Đương nhiên, cũng không phải hiện tại giao, vệ quốc nhất định phải nhìn thấy nhân mã chủ lực của tần quốc đến Tây Bình Quan, mới sẽ giao Tây Bình Quan ra, bằng không tần quốc phái chút lính tôm tướng của canh gác có ý nghĩa gì, căn bản không chịu nổi tấn quốc tấn công, rất dễ dàng thay chủ. Còn có nữa là, không thể xác định tần quốc sẽ xuất binh mà nói, vệ quốc cũng không thể giao ra, này có lẽ là đường lui cuối cùng của vài người vệ quốc, một khi chiến bại, bọn hắn khả năng sẽ từ Tây Bình quan trốn vào bốn nước phía đông. Mặc kệ Tần Quốc có nguyện ý để nhân mã về quốc nhập cảnh hay không, bại quân của vệ quốc đều phải từ Tây Bình quan rút lui, đại lượng bại quân đi đường biển là không thực tế. chương 1671, Tần Quốc xuất binh khai. Đối mặt thái độ của vệ quốc, sứ thần Tần Quốc cũng không có biện pháp, chỉ có thể như thực chất báo lên triều đình Tần Quốc. Tần Quốc, Thượng tướng quân Điền Chính Ương tự mình dẫn đại quân ầm ầm đi Tây Bình quan, sở dĩ nguyện ý xuất binh là bị huyền vi bước cho không còn biện pháp huyền vi vừa ra tay mới đầu tần quốc còn có thể từ từ kéo dài đợi đến lúc sau phát hiện không đúng lương thực toàn bộ tần quốc đột nhiên khẩn trương hiện tại muốn trồng trọt không khỏi muộn rồi trước tiên không nói trồng trọt có đến thời gian thu gặt hay không đầu tiên bách tính không ăn được vị đắng thì không phải ngươi nói đi trồng trọt là có thể đi trồng trọt làm nghề khác có thể kiếm càng nhiều có thể lấp đầy bụng càng tốt vì cái gì phải đi trồng trọt Lúc này Tần Quốc mới ý thức được vệ quốc đã sớm đảo hố cho Tần Quốc, trước kia còn tưởng vệ quốc giá rẻ bán lương là vì giao hảo Tần Quốc, hiện tại mới minh bạch không phải việc như vậy. Vệ quốc lấy phương thức không đánh mà thắng, từ lâu ở trong bóng tối lấy một bàn tay vô hình bóp cổ Tần Quốc, tùy thời có thể chi phối thế cục của Tần Quốc. Không xuất binh tham chiến, không nói Tần Quốc rất nhanh sẽ bởi vì nạn đói mà đại loạn, một khi để Tần Quốc khống chế Tây Bình Quan, thì càng đừng hy vọng Tần Quốc sẽ dơ cao đánh khẽ, sợ là Tần Quốc sẽ ngồi xem Tần Quốc đại loạn luận tiện xuất binh bình định. Ngọc Thương phản ứng lại sắc mặt tối đen, mới minh bạch bọn hắn mới lập quốc non tay cỡ nào. Ý thức được nguy cơ lớn lao áp sát, Điền Chính Ương và Mã Trường An không dám cái cọ, cái tổ lật úp không có chứng lành, Ngọc Thương cũng sẽ không dùng bọn hắn cái cọ nữa. Một mặt xuất binh, điều động nhân mã, điều phối các loại vật tư tác chiến, đều đột nhiên cấp tốc lên. Một mặt khẩn cấp làm ra chính sách, bức bách tính khôi phục diện tích trồng trọt, tuy biết muộn, nhưng không thể không đi làm. Đại công tử, tần quốc xuất binh rồi trong địa đạo thiệu tam tỉnh khẩn cấp lao tới thạch thất vội vàng báo cáo cái gì thiệu bình ba kinh sợ đến mức đứng lên vội hỏi lẽ nào bên triều đình không theo ta bố trí phân tán lời đồn thiệu tam tỉnh nói đã phân tán nhưng lời đồn không có hiệu quả vệ quốc ra tay rồi thiệu bình ba vội vàng kiểm tra tình báo bên trong tường thuật tin tức do thám tử ở tần quốc truyền lại nói về quốc đột nhiên thắt chặt lương thực tần quốc đối mặt hoàn cảnh khó khăn xem xong tin tức Thiệu Bình ba cấp tốc xoay người nhìn địa đồ, tìm được vị trí đại khái của đại quân Doãn Trừ, lại tìm tới vị trí đại khái của đại quân Điền Chính Ương, ngón tay ở vị trí Tây Bình Quan nhẹ nhàng gõ gõ. Ánh mắt lập lè, nhìn chăm chú một hồi lâu, sau đó từ từ nói. Đại âm hy thanh, voi lớn vô hình, lúc trước còn tưởng về quốc muốn giao hảo tần quốc ở sau lưng, là vì để tránh cho hai mặt thụ địch, không nghĩ tới là một hậu thủ. Có thể chấp trưởng về quốc nhiều năm quả nhiên không đơn giản, ta coi thường huyền vi rồi ngón tay dùng sức gõ gõ tây bình quan cũng may kế hoạch của chúng ta tới trước hiện tại tần quốc mới phản ứng đã hơi trễ nhân mã chủ lực của tần quốc lao tới tây bình quan khoảng cách xa hơn đại quân doãn trừ nhưng tần quốc là ở trong nước hành quân trên đường hành quân không có trở ngại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bây giờ tấn quốc ta là song tuyến can thiệp đã vô lực phái ra càng nhiều lực lượng đi quấy dày quân tần phiền phức càng lớn là ảnh hưởng tới lòng người tin tức tần quốc xuất binh sẽ làm thế lực trên đường doãn trừ đông tiến sản sinh đung đưa một khi trì hoãn tốc độ đại quân Doãn trừ tiến lên, sợ là không cách nào cướp ở trước khi chủ lực quân Tần tới khống chế Tây Bình Quan. Đưa tin cho triều đình, phái người đi Tần quốc đàm phán, mặc kệ Tần quốc có đáp ứng hay không, chỉ cần có thể trì hoãn quân Tần chiếm lĩnh Tây Bình Quan, mặc kệ điều kiện gì cũng trước đáp ứng. Đưa tin cho Hắc thủy đài, tăng mạnh can thiệp với các thế lực trên đường Doãn trừ Đông tiến, bây giờ thế tiến công của đại quân Tấn quốc ta chính thịnh, nếu có người đung đưa, có thể trực tiếp cưỡng bức dụ dỗ, cũng có thể đe dọa Tây Bình Quan là cứ điểm yết hầu, quyết không thể sơ sẩy, cần phải bảo đảm đại quân doãn trừ thông hành thông thuận, cần phải bảo đảm doãn trừ đến Tây Bình Quan trước điền chính ương. Đưa tin bệ hạ, phái người bí mật liên hệ thủ tướng ở Tây Bình Quan, hứa lấy lợi ích to lớn thu mua. Thiệu Tam Tỉnh nói, đại quân điền chính ương áp sát, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm lòng tin của thủ tướng Tây Bình Quan, nếu như biết quân tấn ta không cách nào đánh hạ, cộng thêm biết được tần quốc xuất binh sẽ làm quân tấn ở thế yếu, thủ tướng trải qua cân nhắc không hẳn có thể dễ dàng bị thu mua. Thiệu Bình Ba nói, này chính là mục đích đưa tin cho bệ hạ, sợ là sợ thủ tướng biết quân tần đến sẽ tử thủ, quyết không thể để thủ tướng của Tây Bình quan tử thủ tới khi đại quân Điền Chính Ương đến, ở trước khi Điền Chính Ương đến, cần phải để doãn trừ khống chế Tây Bình quan. Báo cho bệ hạ, lúc phái thuyết khách liên hệ thủ tướng Tây Bình quan, nhất định phải hỏi đối phương một câu. Sau khi Thủ tướng từ bỏ Tây Bình Quan chắp tay tặng cho quân tần, có thể tính một công lớn hay không? tương lai đi con đường nào, đồng thời bảo bệ hạ đưa thất công chúa thương yêu nhất tới, tặng cho thủ tướng Tây Bình quan động phòng trước, chuyện cưới gả có thể bổ khuyết sau. Cưới thất công chúa được bệ hạ thương yêu nhất, thủ tướng không có nỗi lo về sau, cho dù thế tiến công của tấn quốc bại lui, tương lai hắn đến tấn quốc cũng có một tấm bùa hộ mệnh, không thiếu vinh hoa phú quý. Như vậy có thể an tâm, có thể thúc đẩy thủ tướng ở Tây Bình quan hạ quyết tâm. Thân sắc của thiệu tam tỉnh co giật nói, thất công chúa là hòn ngọc quý trên tay bệ hạ, hiến sách này của đại công tử có thể chọc giận bệ hạ hay không? Thiệu Bình Ba nói, ta hiến kế mà thôi, theo hay không là sự tình của bệ hạ, việc đã đến nước này, ta tin tưởng bệ hạ sẽ không bởi vì nhi nữ mà quấy nhiễu, sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Ba con phi cầm cỡ lớn từ trên trời giáng xuống, rơi ở ngoài một chỗ đóng quân lâm thời của quân tề, đại nội tổng quản bộ tầm tự mình giá lâm. Trong lều xoái ở trung quân, hô diên vô hận người mặc chiến giáp nhanh chân đi ra, tự mình ninh tiếp, chắp tay nói bộ tổng quản, gặp qua đại soái bộ tầm khách khách khí khí cung kính hành lễ. Hồ Diên vô hận phất tay mời hắn vào trong lều, bộ tầm xua tay cự tuyệt. Ta còn phải chạy về kinh thành, đại soái có thể bồi lão nô đi dạo một chút hay không? Ánh mắt Hồ Diên vô hận lấp lóe biết vị này rời kinh sẽ không phải chạy ra ngoài chơi, tự mình tới nơi này hẳn là ý tứ của hoàng đế, đoán chừng là đại biểu hoàng đế đến, hẳn là có lời gì muốn nói, 10 có tám chín là sự tình bình phản, lập tức đưa tay. Xin mời bộ tầm gật đầu lại phất tay ra hiệu tùy tùng dừng lại dường như muốn đơn độc nói chuyện với hô diên vô hận hô diên vô hận minh bạch cũng phất tay ra hiệu thị vệ dừng lại nhưng quản gia cha hổ không để ý tới y nguyên đi theo bộ tầm quay đầu lại liếc nhìn biết cho dù là tiến cung cha hổ cũng sẽ theo hô diên vô hận chính là tâm phúc tuyệt đối cũng không cần lo lắng để lộ bí mật gì đi ra một đoạn khoảng cách bộ tầm buông tiếng thở dài đại soái khán chỉ bệ hạ hơi có bất mãn Hồ Diên vô hận nói, bất mãn luôn tốt hơn diệt quốc, các loại biến cố trước đó, rõ ràng là quỷ kế của tấn quốc, đại quân của ta sao có thể để tấn quốc nắm mũi dẫn đi. Thật muốn như vậy mà nói, chờ bình diệt phản loạn, sợ là tấn quốc đã thu thập vệ quốc gần đủ rồi. Tấn quốc nói rõ là muốn chỉ hoãn quân ta cứu viện vệ quốc, ta không tin bệ hạ không thấy được. chương 1672, lời ấy giải thích thế nào? Bộ tầm nói, đại soái khổ tâm, bệ hạ tự nhiên minh bạch, nhưng khổ tâm của bệ hạ, đại soái biết hay không? Hồ Diên vô hận nói, mời tổng quản chỉ rõ. Bộ tầm nói, đại soái dân thư ta có nhìn thấy, 50 vạn phản quân ở trong mắt đại soái bất quá là đám người ô hợp. Đại soái dân thư nói với bệ hạ thật ung dung, bảo bệ hạ triệu tập nhân mã trong nước vây quét là được. Nhưng lòng người thế nào, trong lòng đại soái hẳn nắm chắc, một ít người xuất công không xuất lực, đều hy vọng nhân mã người khác xuất lực, giấu giếm tư tâm bảo tồn thực lực, bằng không 15 vạn phản quân làm sao dễ dàng tụ đến 50 vạn. Hồ Diên vô hận hừ lạnh một tiếng, tổ lật úp không có chứng lành, đến thời điểm này còn ẩn chứa tư tâm, tề quốc xong, chút thực lực ấy của bọn hắn bảo tồn lại có tác dụng gì. Ta đã sớm nói, những người kia sớm nên diệt trừ. Bộ tầm cười khổ, để ngươi diệt sạch, một nhà độc đại sẽ tốt sao. Lắc lắc đầu, tận tình khuyên nhủ nói, đạo lý, ai cũng hiểu, những người kia không hiểu sao, từng cái từng cái trong lòng đều hiểu, đều hy vọng tề quốc bảo tồn, không ai hy vọng tề quốc diệt phong, nhưng lúc lợi ích tổn hại tới trên đầu bọn hắn, lại là một chuyện khác. Đại soái phản quân đã tụ đến 50 vạn, lại để bọn hắn nháo nữa, sẽ giao động căn cơ tề quốc ta. Hô Diên vô hận nói, bệ hạ có ý gì? Bộ tầm nói, bệ hạ vẫn là câu nói kia, đại soái dụng binh từ có đạo lý, nhưng hy vọng đại soái có thể điều 100 vạn nhân mã trở về bình phản. Hô Diên vô hận nói, nếu ta không đáp ứng thì sao? trong nháy mắt sắc mặt bộ tầm ngưng trọng nói đại soái phản quân công thành cướp đất chạm đến lợi ích của bao nhiêu người người hẳn phải biết không chỉ lợi ích thuộc địa của quan viên trong triều sau lưng những quan viên kia là những người nào là các môn các phái là tam đại phái người nghĩ qua hậu quả đắc tội những người này sao đại soái bệ hạ biết ngài khổ tâm thế nhưng áp lực của bệ hạ rất lớn hiện tại không ít người đều cầm sự tình ngài kháng chỉ làm văn hô diên vô hận nói này chính là mục đích bệ hạ phái tổng quản đến đây. Bộ tầm nói, có chút sự tình không có biện pháp, nên nghĩ cách quan tâm cả hai đầu. Làm hoàng đế không dễ, muốn thắng trận, nhưng còn phải chu toàn cái khác, đại soái hẳn phải biết tam đại phái thấy bệ hạ lớn tuổi, đã có dự định lập thái tử. Đại soái là thân gia của bệ hạ, nên suy nghĩ cho bệ hạ. Hồ Diên vô hận dừng bước, nín thở ngưng thần, bộ tầm tha thiết mong chờ nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Hồ Diên vô hận bỗng gần từng chữ nói tướng ở bên ngoài, có thể không tuân thánh chỉ. Ngươi, gương mặt bộ tầm chìm xuống, đại soái kháng chỉ, bệ hạ gánh áp lực vì ngài chịu đựng, nếu ngay cả bệ hạ cũng không gánh được, ngài có nghĩ tới hậu quả chưa? Hô Diên vô hận nói, 10 ngày, lại cho ta 10 ngày, tối đa để bệ hạ giúp ta chống đỡ nửa tháng, ta nhất định giúp bệ hạ bình định phản quân. Bộ tầm xứng sờ, sau đó đại hỉ, đại soái nói thật chứ? Hô Diên vô hận chắp tay nói, trước vua không có lời nói đùa, nguyện lập quân lệnh trạng, Tốt, bộ tầm vỗ tay tán thưởng, sau đó dáng vẻ khiêm cung không gì sánh được, chắp tay xin chỉ thị nói. Còn xin đại soái cho biết, ngày nào điều nhân mã trở về bình phản, lão nô cũng tiện mang tin tức trở về để bệ hạ an tâm. Hồ Diên vô hận nói, nhân mã, tấn quốc chiến lược biêu hãn, ta nhất định phải có đầy đủ binh lực mới có phần thắng. Theo kế hoạch tác chiến sớm đã định ra, ta một người cũng sẽ không động, ta không thể để quân địch nắm mũi ta dẫn đi, bảo bệ hạ cho tin chiến thắng của bản soái là được. Bộ tầm có chút há hốc mồm, một người cũng không động, lấy cái gì đi bình phản. Hắn không khỏi hỏi, đại soái đùa giỡn với lão nô sao. Hô Diên vô hận than thở nói, trước vua không thể nói đùa, ta nguyện lập quân lệnh trạng, đại tổng quản còn có cái gì không yên lòng. Tổng quản nên biết, Hô Diên vô hận ta chinh chiến một đời, trên chiến trường chưa bao giờ cầm tính mạng tướng sĩ ra làm trò đùa. Bộ tầm nói, chúng ta nói thẳng ra đi, lời nói không có chứng cứ, ngài bảo bệ hạ làm sao gánh áp lực ngài để lão nô mang vài lời nói gió bay đi bẩm báo bệ hạ sao ngài làm như vậy mà nói bảo bệ hạ từ đâu tới sức lực đi đối mặt áp lực từ trên xuống dưới hô diên vô hận trầm mặc một lúc sau đó nói đại tổng quản bản soái làm sao có thể không biết hậu quả khi phản quân làm loạt đây rõ ràng là tấn quốc chủ mưu có ý cản tay đại quân ta tấn quốc đại tư mã cao phẩm thống lĩnh chỉ huy trận chiến này ta và cao phẩm từng giao thủ người này rất có năng lực có thể một đường từ một tiểu binh bò đến vị trí đại tư mã, đích xác là tài năng tướng soái ta biết sơ lược về hắn, muốn thắng người này không dễ, cần sử dụng mưu kế mới được. Quân tần đã động, Tây Bình quan chính là vùng giao tranh của ba nước, đại quân của ta không mắc mưu gian của tấn quốc quấy dày, tiếp tục thẳng tiến về quốc, nhân mã phía đông chặn lại đại quân doãn trừ bởi vì bị quấy dày chậm chế một hai ngày, trực tiếp chặn lại sợ là không kịp, đuổi quá gấp cũng sẽ làm đại quân uể oải không chịu nổi, coi như cản được cũng khó có thể tác chiến ta đã hạ lệnh đổi đường, lệnh nhân mã ở đông lộ lao thẳng tới Tây Bình Quan. Tây Bình Quan có quân vệ đóng giữ, có nhân mã của Điền Chính Ương tới thủ, lại có nhân mã của ta, ba quân đối kháng đại quân Doãn Trừ, Doãn Trừ sao có thể dễ dàng thực hiện được. Đã như thế, Đại Tổng Quản không ngại đoán xem bước kế tiếp cao phẩm sẽ làm gì. Bộ tầm ngưng thần lắng nghe, nghe vậy sửng sốt, lơ ngơ lắc đầu, cười khan nói. Lão nô nào hiểu những thứ này, trên chiến trường bày mưu nghĩ kế lão nô là tay mơ, chỉ cần nghe cao kiến của đại soái là được, mời đại soái nói. Hồ Diên vô hận nói: "Vì giải vây, cao phẩm tất lệnh phản quân của Kim Vương từ bỏ quấy rối nội bộ Tề quốc, 50 vạn phản quân tất đổi đường lao thẳng tới Tây Bình Quan, giúp đại quân Doãn trừ công chiếm Tây Bình Quan. Kim Vương phản loạn, ta liền nhận ra không đúng, không thể để quân địch nắm mũi dẫn đi. Phản loạn bạo phát, ta lập tức lệnh 3 vạn Kiêu Kỳ quân xé chắn ra lẻ, lặng lẽ xuất phát, từ lâu đi tới con đường mà phản quân phải đi mai phục." động thủ rất sớm, nên không ở trong cao phẩm dữ liệu. Kế hoạch của cao phẩm cải biến, đoán rằng ta nhất định không kịp xuất binh ngăn chặn, phải vận dụng đại quân đông lộ chặn đường, như vậy có thể giảm bớt áp lực của đại quân doãn trừ. Nhưng không biết ta động thủ sớm, từ lâu bày xuống sát chiêu, chỉ là phản quân không đáng để lo. Bộ tầm à lên một tiếng, lại trần chờ nói, ba vạn kiêu kỳ quân có thể tiêu diệt 50 vạn phản quân sao? Hô Diên vô hận nói, này chính là nguyên nhân bản soái kháng chỉ không tuân, những người kia xuất công không xuất lực, chỉ cần xuất công là được, chỉ cần nhân mã vây quét đuổi theo cắn, nhân mã trên tay ta không thể vọng động, nhất định phải điều động bọn hắn tham dự. Một khi phản quân tiến vào địa phương kiêu kỳ quân ta mai phục, chỉ cần kiêu kỳ quân vừa động thủ, tự có biện pháp để những người kia ra tay. Ta đưa tin bệ hạ, để kiêu kỳ quân lưu thủ kinh thành tham dự vây quét, là đã làm chuẩn bị cho bình phản, đây là hậu thủ ta chuẩn bị từ trước. Một khi cao phẩm hạ lệnh, một khi phản quân tiến vào cái bẫy của ta, quân ta liền có thể tiêu diệt. Đã như thế, không chỉ có thể bình phản quân nội loạn, lại không ảnh hưởng đại quân chủ lực nhập vệ tác chiến, cớ sao không làm? Bộ Tầm bỗng nhiên tỉnh ngộ, liên tục gật đầu. Đúng lúc này, một tướng chạy vội đến báo. Báo, đại soái, phản quân đã đổi đường lao về phía đông nam, ý đồ muốn xua quân về tây bình quan. Biết rồi, Hồ Diên vô hận nghe xong phất tay, tướng đến lập tức lui ra. Chương 1673 tề hoàng hiếu kỵ một bộ tầm ngạc nhiên bỗng nhiên vui vẻ nói đúng như đại soái sở liệu cao phẩm quả nhiên bị lừa đại soái bày mưu nghĩ kế dụng binh như thần có đại soái ở đây tề quốc không lo cao phẩm kia thất bại hô diên vô hận lắc đầu nói chiến cuộc thiên biến vạn hóa sự tình gì cũng có khả năng phát sinh ta không phải bệ hạ đại tổng quản không cần nói lời khen tặng này bộ tầm mang theo oán giận nói đại soái đã sớm có thượng sách bình phản cớ sao tư tàng không nói hại bệ hạ không công lo lắng một trận. Hồ Diên vô hận nói, lần trước trung khu thông tin của quân đội bị tấn quốc công phá, đây là lỗi của giáo sự đài dưới tay đại tổng quản, ta đã như chim sợ cành cong, sinh tử của bao nhiêu tướng sĩ rơi vào trong đó, cơ mật chiến sự sao dám dễ dàng tiết ra ngoài. Đừng nói bệ hạ, ngay cả tướng sĩ kiêu kỳ quân xé chẵn ra lẻ đến nay cũng không biết mình sắp làm gì. Đã muốn đào bẫy thì làm giống một chút, phản ứng của mọi người vừa vặn mê hoặc quân địch nói đến sự tình chung khu thông tin bị công phá bộ tầm có chút lúng túng sự tình này hắn đích xác có trách nhiệm đại tổng quản nhớ kỹ quân tình cơ mật này trừ bệ hạ quyết không thể báo cho người thứ ba cho dù là trưởng môn của tam đại phái cũng không được sau khi lộ bí mật ta đã không tin tưởng bất kỳ người nào ta không thể cầm tính mạng của tướng sĩ đi mạo hiểm nhượng bệ hạ đứng vững áp lực tiếp tục diễn xuống đợi sau một trận đại thắng tự nhiên cái gì cũng không cần giải thích bộ tầm liên tục chắp tay đại soái yên tâm lão nô khắc ghi chắc chắn sẽ không làm lỡ chiến sự hô diên vô hận bây giờ cơ mật đã báo cho đại tổng quản đại tổng quản có thể để bệ hạ an tâm hay không đã có phần thắng như thế bệ hạ làm sao có thể không an lòng bộ tầm vui vẻ tiếp tục khen tặng một lời nói của đại soái thật làm lão nô nhìn mà than thở có câu tề vô hận yên sơn minh hôm nay lão nô xem như lĩnh giáo hô diên vô hận bình tĩnh nói đại tổng quản quá khen rồi ta không phải đối thủ của mông sơn minh ây bộ tầm xua tay nói đại soái dụng binh như thần không cần tự hạ mình như vậy ta xem mông sơn minh không hẳn có thể như đại soái hồ diên vô hận lắc đầu trên mặt lộ ra một chút tâm tình không nói được buông tiếng thở dài ta ở vị trí bây giờ không phải là đối thủ của hắn nếu như hắn ở vị trí của ta hiện tại hắn không hẳn là đối thủ của ta bộ tầm ngạc nhiên đại soái lời ấy giải thích thế nào hồ diên vô hận không muốn nhiều lời xoay người rời đi phất phất tay bệ hạ nóng ruột đại tổng quản mau chóng trở về phục mệnh đi bộ tầm không đạt được trả lời sửng sốt sau đó suy tư nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi khẽ than thở một tiếng dường như lý giải nỗi khổ tâm của hô diên vô hận hắn không có lưu lại quá lâu thậm chí ngay cả chén trà cũng không kịp uống vội vội vàng vàng bay lên không bộ tầm hồi cung làm tề hoàng hảo vân đồ như chút được gánh nặng nghe kế hoạch tác chiến cơ mật của hô diên vô hận mới biết hô diên vô hận cũng không phải có ý kháng chỉ mà là có đại kế bình phản khác, sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn. Thân gia này của chấm, không chỉ giấu giếm cả chiều, ngay cả chấm cũng giấu giếm, giấu gió thổi không lọt. Bất quá thượng tướng quân nói cũng không sai, giáo sư đài của người đích xác có trách nhiệm, trung khu thông tin bị công phá, quân cơ lúc nào cũng có thể bị tiết lộ, hắn làm sao có thể yên tâm. Hạo vân đồ bộ tầm của trách một trận, bộ tầm thầm cười khổ, bên hồ diên vô hận là không thể trách cứ, lại không thể trách bệ hạ nhìn lầm, trách nhiệm chỉ có thể do hắn gánh, lập tức nhận sai. Là lão nô làm việc bất lợi, vì phối hợp với tướng quân bình phản, xem ra chấm còn phải ủy khuất một đoạn thời gian, phải tiếp tục gánh áp lực để thượng tướng quân hoàn thành kế hoạch. Ngữ điệu của Hạo Vân đồ ung dung hơn không ít, nhưng chưa cao hứng được bao lâu, đường nhi nữ giả nam trang đến rồi, sứ thần vệ quốc Khang Hòa cũng theo đến. Huyền Vi thụ ý, ở chỗ này chỉ có Khang Hòa biết được, Khang Hòa nhận được mật lệnh của Huyền Vi, liền phối hợp đường nhi hành sự chỉ biết toàn lực phối hợp đường nghi hành sự khang hòa cũng không biết cụ thể là muốn làm gì vốn vì bảo mật ngay cả khang hòa cũng không muốn báo thế nhưng không có biện pháp đường nghi bất kể là ở trong bóng tối hay ngoài sáng đều rất khó gặp được hạo vân đồ không có con đường chỉ sợ ngay cả vào hoàng cung cũng khó khăn nghe nói khang hòa mang theo mật sứ của huyền vi đến hạo vân đồ tự nhiên là phải đích thân tiếp kiến nhìn thấy hạo vân đồ đường nghi lập tức nhìn khang hòa nói khang đại nhân làm phiền trước tiên lảng tránh một chút Khang Hòa chắp tay, xin cáo lui trước. Lúc này Đường Nhi mới lấy ra mật thư của Huyền Vi dâng lên. Thư đến trong tay Bộ Tầm kiểm tra trước, liếc nhìn nội dung trong thư, mí mắt của Bộ Tầm nhảy nhảy, xác nhận không có vấn đề mới đưa thư tới trong tay Hạo Vân Đồ. Xem qua nội dung trong thư, gương mặt Hảo Vân Đồ đen lại, trong miệng gần ra hai chữ: "Nhiệt xúc", phát hiện nhi tử của mình không có một cái bất lo, trường tử trong nhà khởi binh tạo phản, thứ tử đưa đến về quốc ở rể thì hạ độc cận vệ của người ta chẳng lẽ không biết mục đích để hắn ở rể sao? Đường nghi chắp tay nói, tề hoàng bệ hạ, nếu không phải trưởng lão tệ phái một đường thi pháp hỗ trợ áp chế độc tính, căn bản không cách nào sống sót đi tới nơi này, hiện tại tình huống rất khẩn cấp, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch, e sợ rất khó sống qua một hai ngày nữa, xin bệ hạ mau chóng giúp đỡ, nếu không sẽ không kịp. Hạo Vân Đồ nói, tâm tình của huyền vi ta lý giải, hai nước kết minh, đồng tâm kháng địch, không ngờ nghịch tử làm ra sự tình như vậy, chuyện này chấm tự nhiên phải giúp. Chỉ là vô tâm tiên sinh kia tính tình cổ quái, khác hẳn với người thường, chấm sợ con dâu của chấm đi xin người ta cũng chưa chắc hữu hiệu. Đường nghi khẩn cầu nói, việc đã đến nước này, mặc kệ hữu dụng hay không, bệ hạ cũng nên thử một lần mới được. Nàng không dám nói có người cố ý chỉ điểm phương hướng cầu cứu, đầu tiên là không có thất yếu, hay là lo lắng gây nên bên này nghi ngờ dẫn đến phiền toái không cần thiết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trước cứu người lại nói cũng không muộn này cũng là nhiệm vụ chủ yếu của nàng lần này. Hạo Vân đồ ưng một tiếng, lập tức nhìn bộ tầm nói. Lập tức mời anh Vương Phi tiến cung một chuyến, bộ tầm đang muốn lĩnh mệnh, đường nghi vội vàng cướp lời nói. Bệ hạ, trước khi đến, tướng công nhiều lần căn dặn bảo mật, sự tình này không thích hợp để quá nhiều người biết, tốt nhất là bí mật tiến hành, bằng không sẽ sinh ra khúc chiết. Hạo Vân đồ trầm mặc, khẽ vuốt cằm, minh bạch ý tứ của đối phương, sợ người hữu tâm nghe phong thanh sẽ hạ độc thủ với Tây Môn Tình không, nên nhìn bộ tầm nói. Người cũng nghe được, người tự mình đi anh vương phủ một chuyến, lấy danh nghĩa thăm viếng hạo chân. Vâng, bộ tầm đáp lại, hạo vân đồ lại cho bộ tầm một cái ánh mắt nói. Quay lại thay chấm hỏi cảnh quý phi một chút, hỏi nàng là dạy con trai như thế nào, lệnh nàng thường liên hệ với hạo thừa, bảo hạo thừa không được làm bậy. Bộ tầm theo hắn nhiều năm, một cái ánh mắt liền minh bạch ý tứ của đối phương, lập tức trả lời. Bệ hạ, vương gia là nam nhi nhiệt huyết, lão nô lời nói không xuôi tai, sự tình của Huyền Vi và Tây Môn Tình không mọi người đều biết, Vương Gia đặt mình ở trong đó, tâm tình có thể tưởng tượng được, người trẻ tuổi nhất thời xung động cũng có thể lý giải. Hạo Vân Đồ lạnh lùng nói, lý giải thì có thể tùy ý giết người sao? Hai người một sướng một họa, đường nghi nghe hiểu, Hạo Vân Đồ chỉ trích Huyền Vi có lỗi trước, không hy vọng nhi tử của mình ở bên vệ quốc có chuyện, lời là cố ý nói cho nàng nghe. Chương 1674, Tề Hoàng Hiếu Kỳ 2 Đường nghi yên lặng nghe, không nói gì. Thấy nàng không nói lời nào, Hạo Vân đồ tựa như nổi lên lòng hiếu kỳ, bỗng nhiên xoay chuyển đề tài hỏi. Trưởng môn Thượng Thanh Tông Đường Nghi, người chính là vợ trước của Ngưu Hữu Đạo. Lời này làm Đường Nhi có chút lúng túng, nàng không muốn đối mặt nhất là vấn đề này, nhưng có việc cầu người, chỉ có thể bất chấp trả lời. Phải, Hạo Vân Đồ không nhịn được nghiêm túc đánh giá Đường Nhi một thoáng, phát hiện đích xác không tệ, là đại mỹ nhân. Hắn cũng không nghĩ tới có một ngày mình có thể nhìn thấy vợ trước của Ngưu Hữu Đạo, hỏi. Người cảm thấy nghiêu hữu đạo này là người thế nào? Khóe miệng đường nhi co giật, tê hoàng bệ hạ, sự tình quá khứ ta không muốn nhắc lại. Hạo vân đồ xua tay, chấm không có ý tứ khác, chỉ là chấm có chút kỳ quái, nghiêu hữu đạo đích xác là người có bản lĩnh, hai tay trắng xuất sơn, một đường nâng đỡ thương chiêu tông đến nay, những môn phái bên cạnh hắn mỗi người được lợi, bằng bản sự của hắn, giúp thượng thanh tông hẳn là chuyện quá bình thường, lẽ nào lúc đó thượng thanh tông không cần người tài như vậy? Đường nhi qua loa một câu, là Thượng Thanh Tông có mắt không tròng. Hạo Vân Đồ lại hỏi, nghe đồn nhiều hữu đạo ở Thượng Thanh Tông không ít năm, đối với bản lĩnh của hắn, chấm không tin các ngươi ngay cả một chút cũng không nhận ra được. Cho dù là giam lỏng, này là hỏi đến chỗ then chốt, nghĩ đến sự tình này, đường nghi cũng buồn bực, nhiều hữu đạo vừa rời Thượng Thanh Tông có thể nói hô phong hoán vũ, nhưng kỳ quái là, lúc trước ở Thượng Thanh Tông, nhiều hữu đạo thuận theo giống như mèo con, hoàn toàn là dáng vẻ ăn no chờ chết, để người không lọt nổi mắt xanh. Nàng cũng oán qua mình, những năm kia tổng cộng cũng không gặp Nhiêu Hiểu Đạo mấy lần, ngay cả lời cũng không nói mấy câu, căn bản không có bất kỳ hiểu rõ, đối với Nhiêu Hiểu Đạo đối nhân xử thế cơ hồ là không biết gì cả, cho dù chỉ hơi có chút hiểu rõ cũng sẽ không gây thành hậu quả như bây giờ. Nhưng khi đó ai biết, một tiểu tử xuất thân sơn giã có thể có kiến thức gì? Ai có thể nghĩ tới là người lòng giả cẩm tú càn khôn? Kết quả vừa thả ra ngoài, lập tức biến thành người khác, một đường phiên vân phúc phú bây giờ thành tồn tại mà Thượng Thanh Tông không thể với tới. Đừng nói nàng, rất nhiều người của Thượng Thanh Tông cũng không rõ, như hữu đạo đã có lòng dạ này, vì sao thời điểm ở Thượng Thanh Tông không tranh? Vì cái gì phải ở sau khi rời khỏi Thượng Thanh Tông mới tranh? Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới, không biết tình huống lúc đó của Ngưu Hữu Đạo, lúc đó hắn thật là không muốn tranh, chỉ ý đồ tự vệ, sau khi theo thương chiêu tông cũng chỉ là chuẩn bị chia tay thương chiêu tông rời đi, là bị viên cương kéo vào vũng nước đục, vì nghĩa khí tranh hùng, Giờ phút này, đường nghi chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, nguyên do trong đó rất phức tạp, là không nói được. Hạo vân đồ thuần túy chỉ là hiếu kỳ, đích xác không có ý tứ khác, thổn thức một tiếng. Nhất xạ phu thê bách nhật ân, người không nên ngang nhiên bỏ hắn, đáng tiếc, nếu không sẽ có đồ vật khóa hắn không rời. Danh phận nha, có lẽ không có tác dụng gì, nhưng sẽ để một người không cách nào thoát khỏi. Nói đến cái này, trong lòng đường nghi cực kỳ lúng túng, nàng và nghiêu hữu đạo kỳ thực không có bất kỳ phu thê chi thực nhưng ngoại nhân đâu nghĩ như vậy phu thê nhiều năm đã bái thiên địa động phòng hoa trúc sự tình này một nữ nhân như nàng lại không tiện giải thích đường đường trưởng môn thượng thanh tông lại phải đối ngoại cường điệu mình là thân hoàn bích sao lỡ có môn phái đối địch chạy tới sỏ lá bảo chúng ta không tin để chúng ta thử xem có phải hay không thì phải làm như thế nào đánh người ta sao càng thêm ủy khuất là không phải nàng muốn bỏ hắn là nghiêu hữu đạo nhất định phải phân rõ giới hạn với thượng thanh tông, là nghiêu hữu đạo buộc nàng lên tiếng. Bệ hạ, cứu người quan trọng, đường nhi không muốn nhắc lại sự tình kia, đề tài trở lại chính quy. Hạo vân đồ cười ha ha, cũng phải, bây giờ hắn ở trong thánh cảnh, có thể sống sót trở về hay không còn chưa chắc chắn, nói cái này không có ý nghĩa. Dứt lời phất tay ra hiệu bộ tầm đi an bài, đợi đường nhi và bộ tầm rời đi, sắc mặt Hạo vân đồ lại khó coi, hành động của Hạo thừa là thật làm hắn tức giận. Hiện tại hắn còn không biết hạo thừa trải qua cái gì, không biết hạo thừa gặp được cảnh huyền vi và tây môn tình không lăn giường. Sau đó bên này đưa tin trách cứ hạo thừa, đạt được hạo thừa hồi âm, hạo vân đồ mới biết nhi tử uất ức, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi với nhi tử. Sau khi cảnh quý phi biết tình huống khóc như mưa, hạo vân đồ đáp ứng nàng, chờ chiến sự lắng lại nhất định sẽ triệu nhi tử về bồi thường, nhưng này đều là nói sau. Bộ tầm đột nhiên quang lâm anh vương phủ, đại biểu bệ hạ tới thăm, ngược lại làm hạo chân thụ sủng nhược kinh hạo chân trúng độc nguyên khí đại thương thay đổi người thường sợ là phải nằm giường mấy tháng nhưng bên người có không ít tu sĩ hỗ trợ điều dưỡng cộng thêm linh đan rượu dược thân thể đã khôi phục quá nửa đã có thể xuống giường đi lại dù thân thể còn có chút hư nhược sau khi nói vài lời khách sáo bộ tầm bảo hạo chân cho lui hạ nhân sau đó mới nói rõ ràng ý đổ đến hạo chân lập tức kêu thiệu liễu nhi đến thiệu liễu nhi nghe xong không khỏi khó xử thế nhưng hoàng đế tự mình hạ lệch nàng có thể cự tuyệt sao hiện tại thân phận của nàng là không cách nào cự tuyệt người chỉ điểm huyền vi hiển nhiên là nhìn chuẩn điểm này mới không có trực tiếp tìm thiệu liễu nhi mà để tề hoàng tìm thiệu liễu nhi bất kể là hạo chân hay thiệu liễu nhi hay phu thê đều không có biện pháp cự tuyệt chỉ có thể đáp ứng đợi bộ tầm đi thiệu liễu nhi kinh nghi bất định nói vương ra vì sao bệ hạ lại bảo thiếp thân đi cầu vô tâm tiên sinh hạo chân buông tiếng thở dài sợ là thấy nàng trước đó làm được muốn để nàng thử xem lần nữa Liễu Nhi, lần này sợ là lại phải ủy khuất nàng, nhưng không có biện pháp, ý chỉ của phụ hoàng chúng ta không thể không theo. Đã không có biện pháp, đi thì đi, thử một chút cũng chẳng có gì, không được cũng không trách được nàng. Một câu cuối cùng ý vị rất sâu xa, là bảo thê tử nhìn mà làm, nói trắng ra chính là đừng để mình bị ủy khuất. Không biết thiệu Liễu Nhi lo lắng không phải cái này, nàng là nghi vấn, vì cái gì phải để nàng đi. Cái gọi là có tật giật mình chính là cái đạo lý này nàng có chút hoài nghi tề hoàng hảo vân đồ đã biết chút gì, có phải biết quan hệ của nàng và vô tâm hay không, bằng thế lực và mạng lưới tình báo của tề hoàng, cũng không phải là sự tình hoàn toàn không thể gì. Trong lòng rất thấp thỏm, nhưng không thể không theo, bảo hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, lễ vật, lấy danh nghĩa báo đáp đi tới phủ đệ của vô tâm. Mở cửa gặp khách y nguyên là quách mạn, biết được ý đồ đến của nàng liền đi chuyển cáo cho vô tâm. Được biết là đến báo ân, vô tâm cự tuyệt không gặp. Nhưng thiệu liễu nhi nhóng nhéo đòi hỏi, vô tâm lại không qua được đoạn tình cảm kia, cho vào. Cuối cùng, một chiếc xe ngựa đứng ở đầu hẻm đi tới ngoài cửa, cửa mở, đám người đường nghi cấp tốc khiêng tây môn tình không vào. Sáng sớm, lối vào vô lượng viên lại đến thời gian trực ban, sau khi giao ban, Ngao Phong lại lượm hai tảng đá mang đi. Người ngoài thấy đã không có gì lạ, đều biết vị này bị đồng môn chèn ép tâm tình không thuật, dầu dĩ bắt đầu chơi tượng đá, bây giờ trước cửa nhà đã bày rất nhiều tượng điêu khắc. Này đương nhiên đều là Ngao Phong che giấu, Hắn đối với điều khác gì gì đó là không có một chút hứng thú. Nhưng không có biện pháp, trước đó đã giả vờ giả vịt thì phải làm cho giống, nếu không sẽ gây ra hoài nghi. Trên tay ôm hai tảng đá, một trong số đó là hắn từ bên ngoài lấy biện pháp giống như trước lộng vào. Tảng đá mục tiêu tới rất lâu, đã qua mấy lần trực hắn mới tìm được cơ hội lộng vào. Chương 1675, cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Vẫn là câu nói kia, không có biện pháp, không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy không phải mỗi lần hắn trực ban đều có thể đụng phải cửa trận mở ra. Lần trước lộng vào một tảng đá, sau đó hắn trực ban vẫn không đợi được cơ hội cửa trận mở ra, mãi đến lúc này mới tìm được cơ hội. Lần này lộng vào càng dễ dàng hơn, đầu tiên là thể thích tảng đá nhỏ, rất tiện ẩn giấu, thứ hai là lần này cửa trận mở ra vào buổi tối, không dễ dàng bị phát hiện, cuối cùng là có kinh nghiệm nha. Một đường như không có việc gì trở lại chỗ ở, vừa vào cửa liền cấp tốc đóng cửa sổ. Một tảng đá bỏ đi không thèm để ý, một tảng đá thì thi pháp điều tra, sau đó phát lực phá vỏ ngoài. Tảng đá vừa vỡ, đồ vật bên trong lấp lóe hồng quang làm hắn sửng sốt. Vô lượng quả, nhìn rõ là cái gì, hắn sợ đến luống cuống tay chân, cuống quyết thi pháp bao trùm đồ vật lại. Sau đó cấp tốc đến kẽ hở cửa sổ nhìn trộm, quan sát động tĩnh bên ngoài. Xác nhận không có chuyện gì, tiểu tâm can phanh phanh nhảy loạn mới dần dần bình phục lại. Lại quay đầu nhìn đồ vật trong chăn, cau mày, vô lượng quả. Này làm sao có khả năng? nhưng hắn dám cam đoan bản thân không nhìn lầm, vừa nãy nhìn thấy khẳng định là vô lượng quả, hắn gặp qua vô lượng quả, sẽ không nhìn lầm. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không đúng, lập tức cúi người, vén ra một góc chăn, đầu chui vào, cầm một trái vô lượng quả kiểm tra. Giả chính là giả, cầm vào tay kiểm tra liền rõ. Nhưng Ngao Phong thưởng thức đồ vật giả lại không nhịn được trà trà kinh ngạc, làm quá y thật, không vào tay kiểm tra mà nói là hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo, đặc biệt là vật giả thẩm thấu ra bóng láng như vật sống, thật không biết là làm sao làm ra, hắn rất muốn mở ra nhìn xem, nhưng quả giả bị phong chết rồi, hắn lại không dám mạo muội phá hoại. Này cũng có thể làm ra được, ra hỏa kia thật là không gì không làm được a. À. Ngao Phong nói thầm, thần sắc tràn đầy bội phục, đếm số lượng, số lượng tương đương trên cây, vừa vặn 12 quả. Số lượng ăn khớp, Ngao Phong lập tức từ trong chăn chui ra, thần sắc nghiêm nghị, đưa vào vô lượng viên 12 quả vô lượng quả giả, này rõ ràng là muốn thay mận đổi đào. Giờ trò bịp bợm tự nhiên là không muốn bị người phát hiện ra, này là tất nhiên, bằng không không cần phí công phu này. Thế nhưng muốn hái trái cây thật, đổi thành quả giả, còn muốn không bị người phát hiện, này là sự tình không thể nào làm được, hắn thực không nghĩ ra có thể có cơ hội gì thay mận đổi đào. Như hữu đạo không nói cho hắn kế hoạch cụ thể, hắn nghĩ đến nghĩ đi cũng không nghĩ ra. Sau đó Ngao Phong hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn giấu đổ vật kia đi đâu thành sự tình đau đầu của hắn thứ này không giống như mấy cái đầu lâu, coi như phát hiện mấy cái đầu lâu cũng nói không được cái gì. Nhưng một khi thứ này bị phát hiện, một khi bị tìm ra, vậy thì cái gì cũng không cần giải thích, giải thích cũng vô dụng, chết chắc rồi. Trong sơn cốc, dưới ánh trăng, như hữu đạo lại lần nữa chạm mặt với toa như lai. Ta nói rồi, không tất yếu chúng ta tận lực đừng gặp mặt. Toa như lai có chút bất mãn lại lần nữa cảnh cáo như hữu đạo. Như hữu đạo cười nói, ta tự nhiên biết, nếu không tất yếu, sẽ không dám quấy nhiễu xa tiên sinh từ bên hồ tộc nhận được tin tức biết ngao phong rốt cuộc tìm được cơ hội mang đồ vật vào vô lượng viên rốt cuộc bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp bước kế tiếp cần toa như lai trợ giúp ở trên văn bản đưa tin nói không rõ ràng cần gặp mặt nói chuyện toa như lai nói sự tình gì như hữu đạo nói gần đây bên ngoài có tình huống đặc biệt gì không viên cương và quản phương nhi thông qua con đường nắm giữ tin tức tương đối có hạn con đường bên toa như lai khả năng biết đến càng nhiều khó được gặp mặt, đã thấy, nên hỏi còn phải hỏi, ngay mặt hỏi chỉ ít rõ ràng tỉ mỉ hơn nhiều lắm. Toa như Lai nói, trước mắt tạm thời không có tình huống gì đặc biệt, người để ta hỗ trợ quan tâm chiến sự, toàn diện đại chiến là không thể tránh khỏi. Nha, đúng rồi, về quốc huyền vi đăng cơ làm nữ hoàng, Tây Môn Tình không hộ vệ bên người nàng bị hạo thừa hạ độc, đoán chừng là tam đại phái của vệ quốc chủ mưu, trước mắt Tây Môn Tình không thật giống như mất tích, chết sống không biết. Còn tình huống cụ thể, hiện tại ta đã rời phiêu miểu các không tiện tỉ mỉ hỏi đến biết cũng không nhiều nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu những cái này hắn đều biết có chút tình huống thậm chí biết càng nhiều người chỉ điểm sai lầm cho huyền vi chính là hắn sau khi biết tin tức tây môn tình không trúng độc hắn lập tức tiến hành can thiệp vốn hắn không muốn can thiệp hiện tại tình huống của hắn khá khó khăn không tất yếu không thích hợp gây thêm phiền toái nhưng hắn không can thiệp viên cương sẽ can thiệp viên cương lo lắng đưa tin cho hắn là ý gì Viên Cương là nam nhân nhiệt huyết chân chính, là người trọng tình trọng nghĩa, là người tri ân báo đáp, năm đó nhận qua một chút nhân tình của Huyền Vi và Tây Môn Tình không, muốn trả phần nhân tình này. Sở dĩ thông báo hắn trước, là biết tình cảnh hiện tại của hắn, sợ làm bậy sẽ ảnh hưởng như hữu đạo an toàn. Nếu không như vậy, nếu không bận tâm đến hắn an toàn, Viên Cương sẽ không kéo dài như vậy, chỉ sợ đã trực tiếp nhúng tay. Sau khi Nghiêu Hữu Đạo biết tình huống chỉ có thể thở dài, lập tức bố trí hắn an bài đương nhiên kín đáo hơn viên cương nhiều lắm chỉ là tin tức qua lại như vậy kéo mấy ngày thời gian hắn cũng không biết có thể cứu tính mạng của tây môn tình không hay không trước đây không lâu hắn đã nhận được tin tức truyền đến tây môn tình không đã tiến vào phủ đệ của vô tâm cứu trị tình huống tạm thời chỉ đến đây tây môn tình không có thể khỏi hay không trước mắt còn không biết bất quá vô tâm đã có thể giải hồng hài nhi và ngọc thi độc chỉ cần Tây Môn Tình không còn thở chạy tới, đoán chừng hẳn là có thể giữ được tính mạng. Vì sao biết Tây Môn Tình không đã tiến vào phủ đệ của vô tâm? Đối với nhất cử nhất động của vô tâm, e là không ai càng rõ ràng hơn hắn, bởi vì vô tâm luôn ở dưới sự theo dõi của hắn, quách mạng chính là người của hắn, thử hỏi bên người vô tâm phát sinh sự tình gì làm sao có khả năng giấu giếm được hắn. Nhắc tới cũng tính vô tâm xui xẻo, vô tâm mới vừa xuất sơn làm sự tình thứ nhất chính là đi Kim Châu giúp mẹ con Hải như Nguyệt giải độc hồng Hải Nhi, lúc đó nghiêu hữu đạo có mặt cùng vô tâm chạm mặt qua lúc đó vô tâm nghĩ cái gì nghiêu hữu đạo không biết nhưng loại người như vô tâm làm sao có khả năng là đối thủ của nghiêu hữu đạo nguồn hành cử chỉ hơi bất cần một chút liền gây nên nghiêu hữu đạo cảnh giác cuối cùng bị nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm xếp quách Mạn vào bên người vô tâm vì phòng ngừa để lộ bí mật cũng là vì quách Mạn an toàn sau khi quách Mạn tiếp thu nhiệm vụ liền chặt đứt liên hệ đối ngoại chỉ trực tiếp liên hệ với bên nghiêu hữu đạo ngay cả môn phái của quách mạn cũng không có quyền hỏi đến, không biết hướng đi. Này là đặc tính của người chấp hành nhiệm vụ gián điệp. Tình huống tương tự quách mạn, như hữu đạo an bài ra ngoài không biết bao nhiêu. Nói chung quách mạn vừa đến bên người vô tâm, trừ nhiệm vụ, thì toàn tâm toàn ý phục vụ vô tâm, không thể có bất kỳ khả năng bại lộ. Mà quách mạn còn phát huy một tác dụng khác, là tính bài ngoại. Thật không dễ dàng nắm được đầu mối của quỷ y, như hữu đạo đối với vô tâm hứng thú không lớn, ngược lại rất có hứng thú với quỷ y. Hắn lợi dụng quách mạn bài trừ bất kỳ người nào khác có ý đổ dính vào bên người vô tâm, tận lực khống chế vô tâm ở trong tay mình. Này cũng là suy nghĩ cho quách mạn, sợ năng lực của quách mạn có hạn, nhân viên bên người vô tâm nhiều tạo thành phức tạp, sợ quách mạn ứng phó không được. chương 1676, mang ta vào một. Rất nhanh, gốc gác của vô tâm đã bị hắn sở rõ ràng, sự tình của thiệu liễu nhi và vô tâm hắn biết, Nhan bảo như là làm sao đến bên người vô tâm hắn cũng biết, vô tâm có ý đồ trả thù hắn hắn cũng rõ ràng. Muốn báo thù, trong lòng nhiều hữu đạo rõ ràng nhưng không có động hắn, bởi vì mọi cử động của vô tâm hắn nắm trong lòng bàn tay, tùy thời có thể đẩy vô tâm vào chỗ chết. Căn cứ quan sát sau đó, nhiều hữu đạo bỏ đi ý nghĩ giải quyết vô tâm, phát hiện vô tâm không phải loại tiểu nhân gian trá, từ trình độ nào đó mà nói rất đơn thuần, không làm được sự tình tâm ngoan thủ lạt. Này mới có sự tình cứu Tây môn tình không? Đối với sự tình này, nhiều hiếu đạo cũng không biết nên nói viên cương cái gì mới tốt, lúc bố trí kế hoạch tác thành viên cương, cũng đồng thời căn dặn, nhắc nhở quách mạn chú ý an toàn, đề cao cảnh giác, bởi vì rất có khả năng thiệu bình ba sẽ nhìn chầm chầm vào vô tâm. Có chút đạo lý nói không minh bạch, không phải nhiều hiếu đạo hắn máu lạnh vô tình, mà là có lúc cứu một người có lẽ chính là hại người khác, nói viên cương không hẳn có thể lý giải, coi như lý giải viên cương cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, còn có tất yếu nói sao trước đây thiệu bình ba sẽ không để vô tâm ở trong mắt lực chú ý không ở trên người vô tâm nhưng lần này vận dụng thiệu liễu nhi cứu tây môn tình không là cái tính chất gì thiệu liễu nhi liên tục hai lần thỉnh cầu vô tâm cứu người người khác không rõ ràng thiệu bình ba nhưng hắn thân là đối thủ cũ thì quá hiểu tuyệt đối sẽ gây nên thiệu bình ba chú ý một khi thiệu bình ba nhìn chằm chằm vô tâm thân phận của vô tâm sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ đệ tử quỷ y lại có thể thế nào loại người như vô tâm căn bản không thể là đối thủ của thiệu bình ba một quỷ y trốn trốn tránh tránh, loại người như thiệu bình ba căn bản sẽ không để ở trong mắt. Cứu tây môn tình không, khả năng sẽ hại vô tâm, thậm chí có khả năng nguy đến an toàn của quách mạn. Nguyên do trong này, nhiều hữu đạo bất tiện báo cho toa như lai, chẳng qua là nhịn không được thở dài nói. Cá và tay gấu không thể đều chiếm được, huyền vi này, vừa muốn ra quốc thiên hạ, lại muốn tình yêu nam nữ, nào có sự tình mỹ mãn như vậy, nàng sớm muộn gì cũng sẽ hại tây môn tình không. Toa như lai nói không phải đã hại sao? Nghiêu hiểu đạo lắc đầu, cũng phải, coi như lần này cứu Tây Môn Tình không thì thế nào, Tây Môn Tình không không rời huyền vi mà nói, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào vòng xoáy của huyền vi, vòng xoáy kia quá sâu, Tây Môn Tình không thế đơn lực bạc, dựa vào chút vũ lực cá nhân, rất khó bỏ ra ngoài được. Tây Môn Tình không có thể rời huyền vi sao? Đã nhiều năm như thế, chỉ sợ là không khôn ra được rồi, khỏe lại còn sẽ về bên huyền vi, như vậy lần này cứu cũng là cứu uổng công. Này không phải sự tình hắn quá mức quan tâm, như hữu đạo hỏi. Tìm được tung tích của thiệu bình ba chưa, toa như lai liếc chéo, hồi đáp thẳng thắn dứt khoát. Không có, như hữu đạo nói, một chút manh mối cũng không có. Toa như lai nói, ta nói rồi, hiện tại ta không ở phiêu miểu các, có chút sự tình không tiện hỏi đến. Ngươi và thiệu bình ba kết đoán mọi người đều biết, nếu như ta hỏi đến sự tình này, một khi bị người hữu tâm chú ý, muốn không nghi ngờ ta và ngươi có quan hệ cũng khó như hữu đạo còn muốn giảng đạo lý nhưng hắn rỗi tay gia đình chỉ người hẹn gặp mặt ta là vì hỏi những thứ này như hữu đạo cười khổ buông tiếng thở dài sau đó chân thành nói giúp ta từ ngoại giới mang một người vào toa như lai trầm giọng nói người mở cái chuyện cười gì như hữu đạo nói người yên tâm chỉ cần ngươi có thể mang vào sẽ không có bất kỳ vấn đề người vừa tiến vào ta lập tức đưa đến bên hồ tộc sẽ không để hắn lộ diện cũng sẽ không để bất kỳ người nào phát hiện Toa như lai nhíu mày nói, mạo hiểm như vậy đáng giá không? Người nào, như hiểu đạo nói, ta, ngươi, toa như lai ngạc nhiên, nghe không hiểu, ý gì, như hiểu đạo dặn dò nói, ngươi tìm một người thân hình sấp xỉ ta cùng đi ra ngoài. Mấy ngày sau, toa như lai rời thánh cảnh, trước tiên đi tới trích tinh thành một chuyến thăm nữ nhi, trên đường phản hồi ở trên một hải đảo lẻ loi nhìn thấy ta mà như hiểu đạo nói. Toa như lai vỗ tay vài tiếng, trong hang núi chui ra ba người, đều dịch dung, hai người trong đó là đoạn hổ và ngô tam lưỡng, một người khác là người bọn hắn từ tề kinh tiếp đến. song phương chạm mặt đều không biết thân phận nhau, toa như lai hỏi một tiếng. cái nào? đoạn hổ nhìn người tới từ tề kinh nói. đi đi, người đi theo hắn là được. người kia có chút bất an từ trong ba người đi ra, nhìn toa như lai chắp tay chào. toa như lai chỉ chỉ ngụy trang trên mặt hắn, ra hiệu lấy xuống cho hắn nhìn xem. người kia quay đầu lại nhìn đoạn hổ và ngô tam lưỡng, ngô tam lưỡng gật đầu nói tất cả nghe theo đối phương an bài, người kia nhấc tay kéo ngụy trang trên mặt xuống, lộ ra chân dung. Thấy chân dung này, con người của toa như lai đột nhiên co rút, có thể nói giật nảy cả mình, cấp tốc tiến lên, không nhịn được hai tay nâng mặt đối phương lên kiểm tra, càng xem càng giật mình, cuối cùng đã rõ ràng vì sao nghiêu hữu đạo lại nói ta, sao trên đời sẽ có người tương tự như thế. Hắn lặp đi lặp lại cẩn thận kiểm tra, chỉ ít khuôn mặt không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu giả tạo, lẽ nào nghiêu hữu đạo còn có huynh đệ sinh đôi sao. Đương nhiên, lúc hắn đối mặt Nhiêu Hữu Đạo cũng chưa từng khoảng cách gần kiểm tra cẩn thận như thế, người trước mắt và chân thân có chênh lệch không hắn cũng không rõ ràng, nhưng người khác hẳn cũng như vậy, bởi vậy đủ để lấy giả đánh cháo. Nhiêu Hữu Đạo lộng một người như vậy tiến vào đến tột cùng muốn làm gì? Trước đây là thưởng thức Nhiêu Hữu Đạo gan lớn, cũng vừa ý tính cách dám làm của Nhiêu Hữu Đạo, nhưng hiện tại muốn dẫn một người như thế tiến vào, ngược lại để hắn có chút lo lắng đề phòng. Không còn sự tình của các ngươi, toa như lai nghiêng đầu nói. Đoạn hổ và ngô tam lưỡng chắp tay hành lễ, sau đó cấp tốc lắc mình rời đi, đạo gia an bài, không để bọn hắn lắm miệng hỏi đến bất kỳ sự tình gì, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Này không phải nghiêu hiếu đạo đa tâm, mà là sự thực, một khi toa như lai phát hiện cái gì không đúng, tuyệt đối sẽ giết đoạn hổ và ngô tam lưỡng diệt khẩu, nghiêu hiếu đạo hắn không ở bên cạnh, muốn ngăn cũng không có biện pháp cản. Quyền lợi gặp thời quyết đoán của toa như lai là không bị nghiêu hiếu đạo hắn khống chế. Mang theo mặt nạ của ngươi đi theo ta. Toa Như Lai lạnh lùng nói, người ở Tề Kinh lập tức làm theo, ngụy trang xong, hai người lập tức rời đi. Sau khi rời hải đảo, hai người lại trần chọc đến một hải đảo khác. Xác nhận trên đảo không có vấn đề gì, Toa Như Lai kéo xuống ngụy trang của người ở Tề Kinh, ném ra một bộ ngụy trang và y phục khác. Đổi, trong quá trình thay đổi quần áo và dịch dung, Toa Như Lai tự mình hỗ trợ, cực kỳ cẩn thận, mãi đến xác nhận không sai mới dừng tay. Mà Toa Như Lai cũng lấy xuống mặt nạ, cởi đấu bồng đen, lộ ra chân dung. Lộ ra chân dung cũng không có gì, người ở Tề Kinh không biết Toa Như Lai, chưa từng gặp. Sau đó đi đâu, người ở Tề Kinh không biết, chỉ theo Toa Như Lai cưới xích liệp điêu lên không rời đi, trên đường Toa Như Lai tự có một phen căn dặn. Lúc tới mục đích, người ở Tề Kinh mới phát hiện địa phương mình tới vậy mà là thánh đảo ra vào thánh cảnh trong truyền thuyết, nhất thời có chút bối rối. Không nên hốt hoảng, nơi này ta định đoạt, người yên lặng theo ta là được. Toa như lai nhìn ra hắn khẩn trương, trấn an một câu, thuần túy là vì ổn định đối phương, nơi này khẳng định không phải là toa như lai hắn có thể định đoạt rồi. Nghe đối phương nói nơi này hắn định đoạt, người ở tề kinh kinh ngạc, âm thầm phỏng đoán thân phận của đối phương, không biết là người nào. chương 1677, mang ta vào hai, Vừa vào thánh đảo, lập tức có người qua kiểm tra, người kiểm tra đều hành lễ với toa như lai, mà toa như lai thì ném ra một lệnh bài. Người kiểm tra xác nhận, không có quá nhiều chậm trễ trả lệnh bài cho đi thậm chí không có bất kỳ vạn hỏi nào thật như toa như lai nói người cấp bậc như bọn hắn thường thường sẽ ra ngoài làm việc cho cửu thánh sự tình của cửu thánh không dung người khác dò xét thay đổi người khác mà nói ra vào nơi đây xoát người chỉ là phụ còn sẽ bị vạn hỏi mục đích ra vào toa như lai thường thường ra vào nơi đây cho nên còn có tương đối nắm chắc bằng không không dám mang người tiến vào người ở tề kinh theo toa như lai qua ải theo ba quang gợn sóng đi vào phát hiện thân đã ở một thế giới khác, trải qua lần này cũng coi như mở mang tầm mắt. Hai người đi thủ khuyết sơn trang xin vật cưỡi phi hành, bay lên không thẳng đến Đại La Thánh Địa. Hướng đi chỉ là che giấu, giữa đường lại đổi, đi tới một chỗ khác chạm mặt với Nhiêu Hữu Đạo, lần này Nhiêu Hữu Đạo là ngụy Trang hiện thân. Người hàm hàm hồ hồ, thần thần bí bí đưa người như vậy vào đến tột cùng muốn làm gì. Hiện tại còn không đến thời điểm nói, đến thời điểm tiên sinh tự nhiên sẽ minh bạch. Đến thời điểm, người không nói rõ ràng, bảo ta sao dám chơi tiếp với ngươi, để ta sao dám yên lòng giao người này cho ngươi. Tiên sinh, ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi sẽ minh bạch. Ta chỉ nhìn thấy một phiền toái lớn, không nhìn ra điểm nào là tốt cho ta. Tiên sinh, có chút sự tình hiện tại biết rồi đối với người ta đều không có chỗ tốt, người ta đều sẽ không yên tâm, thứ cho ta có chút bảo lưu, giống như người đối với ta cũng có bảo lưu vậy, mọi người chừa chút chỗ trồng đối với mọi người đều sẽ tốt. Chỉ cần ngươi minh bạch, ta không thể hại ngươi, hại ngươi đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt, hại ngươi bằng hại chính mình. Sắp rồi, tiên sinh bình tĩnh đừng nóng, nghĩ không được bao lâu, ta tự nhiên sẽ cho tiên sinh một câu trả lời. Người ở tề kinh không biết hai người nói thầm chút gì, có thể cảm giác được người mang mình đi vào tâm tình bất mãn, chỉ thấy người lộ diện sau đi tới, ném ra một câu. Đi theo ta, thấy người mang mình đi vào không có ngăn cản, hắn liền theo người sau rời đi. Như hữu đạo nhận được người, cấp tốc bay về phía hoang trạch tử địa. Mãi cho đến xào huyệt hồ tộc, người ở Tề Kinh còn không biết tình huống, chỉ biết bản thân vừa đến lập tức bị hồ tộc khống chế. Đương nhiên, có một chút hắn là rõ ràng, hắn biết Nhiêu Hữu Đạo cũng ở trong thánh cảnh, bản thân đến nơi này nguyên nhân nhất định sẽ liên lụy tới Nhiêu Hữu Đạo, ở trong thánh cảnh giả mạo Nhiêu Hữu Đạo. Người nào, muốn làm gì, trong lòng hắn rất bất an, mơ hồ ý thức được bản thân cuốn vào một âm mưu to lớn, nhưng nơi này là thánh cảnh, đối với thánh cảnh mù tịt không biết, làm hắn sợ sệt nhưng chịu bó tay. Vấn Thiên Thành, khu vực yêu hồ ti, như Hữu đạo và Tần Quan chậm rãi bước vào một lầu các ngồi xuống. Trường lão, bầu không khí trong Vấn Thiên Thành này tựa hồ hơi có không đúng. Cái nào không đúng? Nói không rõ lắm. Trường lão, trường cư ở nơi đây, lẽ nào ngài ngay cả một chút cũng không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Ngài đắc tội Huyền Diệu kia. Mỗi lần gặp Huyền Diệu kia, trong ánh mắt nhìn Trường lão đều lộ ra bất thiện. đệ tử lo lắng hắn sớm muộn sẽ không bỏ qua cho ngài. Ta đắc tội đâu chỉ là Huyền Diệu. Đinh vệ ta cũng đắc tội rồi, việc đã đến nước này không có gì đáng sợ. Lại nói, chỉ là Huyền Diệu có thể làm khó dễ được ta sao? Tốt nhất là đừng có ngu xuẩn. Nếu không không chờ đến hắn ra tay, ta đã có thể lộng chết hắn trước. Chẳng lẽ trưởng lão đã có biện pháp đối phó hắn? Biện pháp gì chứ? Hiện tại không tiện nói. Đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nói chung hắn sẽ giống như Long Phiếm Hải, chết bất ức, không thể làm gì chúng ta. Bản sự của trưởng lão đệ tử là biết, đệ tử chờ xem trò hay là được. Đúng rồi trưởng lão, ta nghe bên yêu hồ ti nói, vây quét theo lệ ở hoang trạch tử địa sắp kết thúc, người yêu hồ ti tham dự vây quét sắp phản hồi rồi. Đại khái thời điểm nào, thật giống như năm ngày sau sẽ kết thúc, năm ngày sau, đi một chuyến đi, dù sao trước trách nốc cha của chúng ta cũng là bên yêu hồ ti, nhiệm vụ của yêu hồ ti chính là càn quét yêu hồ, trước sau chẳng quan tâm sẽ bị người khác làm văn. Lại phải vào hoang trạch tử địa sao, nhìn ra được ngươi không quá thích đi hoang trạch tử địa, kỳ thực ta cũng không muốn đi, Yên tâm, hiện tại không đi, không phải 5 ngày sau mới kết thúc sao, chúng ta canh thời gian sớm hơn một chút, tới địa phương bọn hắn phản hồi tập kết chờ là được, đến thời điểm đó gặp mặt hỏi tình huống một chút, qua loa thể hiện công vụ là xong. Hai người nói chuyện phiếm, đề tài khuếch trương đến phương diện khác, sau giả sơn, một người nghe trộm gión ra gión rén lặng yên rời đi. Sau khi người kia lặng yên rời đi không lâu, Kha Định Kiệt từ một bên khác đi ra, bước nhanh tiến vào lầu các, thấp giọng nói. Trưởng lão, người đã đi rồi. Nhiêu Hữu đạo híp mắt, từ từ nói, lập tức đi tắt chạy tới nơi ở của Huyền Diệu, quan sát hắn có đi vào chỗ Huyền Diệu hay không. Có toa như Lai An bài Khúc Linh Côn giúp đỡ, dám ở trong vấn Thiên Thành lén lén lút lút giám thị, ai là ai trong lòng Khúc Linh Côn đều hiểu rõ, trong lòng Khúc Linh Côn nắm chắc, hắn có tâm hỏi đến tự nhiên là trong lòng nắm chắc rồi. Vâng, Kha Định Kiệt cấp tốc rời đi, đi thôi, Nhiêu Hữu đạo cũng đứng dậy, trở lại đình viện, Tần Quan liếc nhìn Côn Lâm thụ tĩnh tọa ở dưới mái hiên. Theo Ngưu Hữu Đạo vào phòng, mới thấp giọng hỏi: "Trưởng lão, cứ để an bài như vậy, nếu đối phương thật sự mật báo cho Huyền Diệu, chẳng phải bức Huyền Diệu hạ sát thủ với ngài sao?" Ngưu Hữu Đạo đơn giản nói: "Không cần lo ngại, ta tự có an bài." Tần Quan có chút kinh nghi bất định, không biết vị này đến tột cùng muốn làm gì, nhưng biết thủ đoạn của vị này bất phàm, làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân. Theo lâu cũng đã biết thói quen của Ngưu Hữu Đạo, vấn đề hỏi mà không đáp thì không cần phải lại hỏi tiếp tục hỏi thăm cũng sẽ không có kết quả gì một chỗ khác kha định kiệt đi ở trong con hẻm nhỏ dựa lưng vách tường nhìn trời có vẻ như suy nghĩ vấn đề gì nghe được tiếng bước chân hắn cấp tốc hơi lộ ra gò má nhìn thấy một người tiến vào nơi ở của huyền diệu ánh mắt lấp lóe cấp tốc xoay người rời đi hắn thật đã nói như thế huyền diệu bỗng nhiên xoay người người kia trả lời thủ hạ nghe rõ ràng chắc chắn sẽ không sai lầm hắn muốn xuống tay với ta huyền diệu nói thầm qua lại bồi hồi, sắc mặt dần dần âm trầm. Người kia nói, "Đúng vậy, hắn là nói như vậy." Thủ hạ chính tay nghe được, lời ấy hẳn không phải bắn tên không đích, tiên sinh phải cẩn thận, miễn cho bị tiểu nhân tính toán. Huyền Diệu dừng bước ở trước mặt hắn, "Hắn chuẩn bị khi nào động thủ với ta?" Người kia nói, "Không nói, chỉ nói sẽ ở trước khi tiên sinh động thủ với hắn." Hắn đã có nắm chắc nhất định sẽ ở trước khi tiên sinh ra tay động thủ, nói vậy thời gian hẳn không xa. Huyền Diệu trầm giọng nói, vậy hắn có nói lấy loại phương thức nào xuống tay với ta không người kia lắc đầu nói không có đệ tử thủ hạ của hắn cũng hỏi nhưng hắn rất kín miệng không có tiết lộ bất kỳ đầu mối huyền diệu nói một chữ cũng không được sai thuật lại một lần cho ta nghe vâng ta nhìn thấy hướng đi của bọn hắn nên tới ẩn thân trước một bước người kia tỉ mỉ tường tận nói ra nghe xong huyền diệu nhíu mày chẳng biết lúc nào động thủ cũng không biết phương thức động thủ này liền phiền phức nếu như biết khi nào động thủ, hắn có thể phòng bị. Nếu như biết phương thức động thủ, hắn có thể sớm đặt bẫy phản sát, làm đối phương chui đầu vào lưới, giết danh chính ngôn thuận. Chương 1678, xảo ngộ. Hiện tại cái gì cũng không biết, hắn đích xác có chút lo lắng đề phòng, nói cái gì để hắn chết uất ức giống như Long Phiếm Hải, Long Phiếm Hải chết uất ức sao? Đích xác rất uất ức, hắn không thể không thừa nhận, thủ đoạn của Ngưu Hữu Đạo có lúc thật khó lòng phòng bị. Lần này nghe trộm được nội dung đối với hắn mà nói, biết hay không biết kỳ thực không khác biệt quá lớn. Có chút sự tình trong lòng song phương rõ ràng, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua Nghiêu Hữu Đạo. Ngược lại, Nghiêu Hữu Đạo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trầm ngâm bồi hồi một trận, huyền diệu phất tay, người lui xuống trước đi, tiếp tục tập trung. Vâng, người tới lĩnh mệnh xin cáo lui, trong phòng chỉ còn một mình hắn, tới tới lui lui một trận, đi tới cửa sổ nhìn ra xa, trong miệng thầm thì. Nhất định sẽ trước một bước lộng chết ta. Ta không động ngươi, ngươi ngược lại muốn đụng đến ta. Sau năm ngày, theo lệ càn quét kết thúc, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ai lộng chết ai trước. Đùng, nói xong một quyền nện ở trên bệ cửa sổ, dường như hạ quyết tâm. Kha Định Kiệt phản hồi yêu Hồ Ti trực tiếp tìm được Nưu Hữu Đạo, chắp tay bẩm báo nói: "Trưởng lão, người kia quả nhiên đi tới nơi ở của Huyền Diệu." Nưu Hữu Đạo xác nhận, xác định không nhìn lầm người. Kha Định Kiệt bảo đảm nói: "Xem rõ rõ ràng ràng." chắc chắn sẽ không sai. Tốt, Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, lại phân phó hai người, bên bảy phái khác các ngươi nhìn chằm chằm, phát hiện bọn hắn có dấu hiệu muốn chạm trán lập tức đến báo cho ta, không được sai lầm. Vâng, hai người chắp tay lĩnh mệnh, sau đó đồng thời lui ra, thương lượng thay phiên chú ý bên bảy phái, nhân thủ có hạn, hai người đồng thời hao ở bên kia không thích hợp, cũng dễ dàng dẫn người chú ý. Tuy nói trong vấn thiên thành chỉ cần không tự tiện xông vào địa bàn người khác, lui tới đều tự do, nhưng cũng phải cẩn thận một chút hai người lùi lại, Nghiêu Hiếu Đạo lập tức đi tới sau bàn ngồi xuống, lấy giấy, cầm bút chấm mực, viết xuống một mật thư giao cho Toa Như Lai. Like. Một cái bẫy được bố trí chặt chẽ kỹ càng, nhưng kế hoạch đến mức độ này, ra không nổi kẽ hở, hắn nhất định phải xác nhận bên huyền diệu liệu có thể theo kế hoạch của hắn hay không. Nếu như ra ngoài ý muốn, hắn nhất định phải có thủ đoạn tiến hành phủ chính, quyết không thể để ngoài ý muốn quấy rầy kế hoạch của mình, bằng không hậu quả khó mà lường được, tất cả tâm huyết đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên hắn cần toan như lai hỗ trợ, cần toan như lai vận dụng thế lực ở vấn thiên thành tập trung động tĩnh bên huyền diệu. Vẫn là câu nói kia, nhân thủ của hắn có hạn, mà Kha định Kiệt và Tần Quan ở trong vấn thiên thành tùy ý theo dõi cũng bất tiện, thân phận của hai người chỉ thích hợp làm chút việc nhỏ. Cái gọi là thế lực, thường thường thể hiện ở loại thời điểm này, rất nhiều chuyện dựa vào một người đơn đả độc đấu là không được, như Tây môn tình không chính là một người mù. Tám phái bị lưu ở trong thánh cảnh, trong lòng bảy phái khác không có ngọn nguồn gì ba ngày hai lần hội tụ, nói là thương nghị, kỳ thực là muốn ôm đoàn sưởi ấm tự tìm an ủi, để cho trong lòng mình an tâm một chút. Sau khi nghiêu hữu đạo phân phó, chỉ hai ngày sau liền có phản ứng. Lúc trạng vạng, tần quan phụ trách quan sát vội vã đi tới, tìm nghiêu hữu đạo bẩm báo. Trường lão, người bảy phái sắp chạm chán, các phái lục tục có người đi về phía tuần tra ti của khí vân tông. Xem ra ngày hôm nay chúng ta phải tìm địa phương ăn cơm chùa rồi. Nghiêu hữu đạo cười đứng dậy, gọi Kha Định Kiệt và Tần Quan đi cùng ba người mới từ trong phòng đi ra vừa vặn nhìn thấy Côn Lâm Thụ đóng cửa trong tay sách hộp cơm do yêu Hồ Ti sai người đưa tới Song Phương gặp mặt Côn Lâm Thụ hơi kinh ngạc nhìn sắc trời một chút trời đã sắp tối thời điểm này còn đi ra ngoài rất ít thấy đám người Như Hữu Đạo sẽ ở thời điểm này đi ra ngoài không nhịn được hỏi Đạo gia lại muốn ra ngoài tuần sát sao Như Hữu Đạo chỉ chỉ vật trên tay hắn nói Người ở nhà dùng đi chúng ta tìm địa phương ăn cơm chùa sợ hắn nghĩ nhiều, lại giống như nói đùa bồi thêm một câu. Không phải có ăn uống ngon không mang người theo, mà là có khả năng chạm mặt người thiên hỏa giáo, sợ ngươi lúng túng. Côn lâm thụ gật đầu, tỏ ra đã hiểu, thấy hắn trầm mặc, nhiều hiểu đạo không có vội vã rời đi, hỏi. Thường thường một người lưu thủ, có phải phiền muộn sắp hỏng rồi không? Côn lâm thụ lắc đầu, này không tính là gì, ta từng bế quan 10 năm. Nhiều hiểu đạo buông tiếng thở dài, lại nhịn một chút đi, qua một thời gian ngắn sẽ mang ngươi ra ngoài đi dạo. Côn Lâm Thụ không bày tỏ ý kiến, như Hữu Đạo không nói gì nữa, nhanh chân tiến lên, Kha Định Kiệt đi ở phía trước mở cửa. Nhìn ba người biến mất, Côn Lâm Thụ lẻ loi một người đi tới trong đình, mở hộp cơm, trầm mặc ăn lấy. như trưởng lão, nghe được người bắt chuyện, như Hữu Đạo dẫn hai người tần, Kha đi tản bộ thưởng thức ránh chiều quay đầu lại, thấy là trưởng lão huyết thần điện Mai Trường Hồng, không khỏi lộ ra nụ cười chắp tay nói. Mai trưởng lão, không nghĩ tới lại xảo ngộ, mai trưởng lão cũng đi thưởng thức hoàng hôn sao. Xảo ngộ, tân, khai nhìn nhau, có thể xảo ngộ mới lạ. Tuy hai người không biết Nghiêu Hữu Đạo muốn làm gì, nhưng đi theo bên người Nghiêu Hiếu Đạo cũng cảm nhận được, trưởng lão có vẻ như vẫn không có việc gì chạy đôn chạy đáo đột nhiên biến hóa nhịp điệu. Hai người rõ ràng ý thức được như trưởng lão đã ra tay rồi, hẳn là có sự tình gì sắp phát sinh. Ta không có nhàn tình nhã trí như lão đệ, mai trường hồng vui cười hớn hở, như hữu đạo à lên một tiếng, vậy là muốn đi đâu sao? Mai Trường Hồng nói, mấy phái tụ họp, thương nghị chuyện đốc cha, như trưởng lão đã rãnh rỗi, không ngại đi cùng. Như hữu đạo một tay chống kiếm, một tay sờ mũi. Các người tụ là được, ta không xen vào náo nhiệt này. Dứt lời xoay người rồi đi, Mai Trường Hồng lập tức đưa tay cản lại. Như trưởng lão, này chính là ngươi không phải, tám phái ở trong này đồng khí liên chi, nhưng ngươi luôn bỏ qua chúng ta làm một mình là ý gì? làm một mình, như hữu đạo vội vàng khoát tay nói, hiểu lầm, không có sự tình, ta chỉ là khá bận, vẫn không có thời gian tới mà thôi. Mai Trường Hồng nói, trước đây ngươi luôn không ở nhà, muốn tìm ngươi cũng không có biện pháp tìm, ngày hôm nay rảnh rỗi thưởng thức hoàng hôn, tổng không thể lại nói bận rộn chứ. Đi, cùng đi, ha ha, như hữu đạo cười gượng, cái bụng có chút đói, để ta về lót bụng trước lại nói. Này tính là lý do gì? Hai người tần, khá âm thầm buồn cười, phát hiện trưởng lão thật âm người, rõ ràng là tự mình chủ động tập hợp tới, va và vào rồi lại già mồm vờ không muốn đi. Mai Trường Hồng bắt lấy cánh tay của Ngưu Hữu Đạo, yên tâm, không thiếu thức ăn để ngươi ăn uống, không đến mức để ngươi đói. Sau đó trực tiếp lôi Ngưu Hữu Đạo đi, ai, ta đi là được, đừng kéo, thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng Ngưu Hữu Đạo đi theo. Lúc đến tuần tra ti của khí vân tông, nhân viên tám phái đều đến gần đủ, mọi người nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, bỗng nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, vị này bình thường suốt quỷ nhập thần, rất khó mời được, ngày hôm nay làm sao đến rồi. Mọi người không tránh khỏi hỏi dò, cuối cùng Mai Trường Hồng giải thích, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm tình là bị Mai Trường Hồng gặp gỡ kéo đến. Yên tâm, như trưởng lão khó được tới một lần, lần này ta làm chủ, tình nguyện bản thân đói bụng, cũng phải để như trưởng lão ăn no trước. Thái Thúc Sơn Hải mang theo âm dương quái khí trêu chọc một phen, có vẻ như nói đùa, kỳ thực là tỏ vẻ bất mãn. Đợi người đến đông đủ, Thái Thúc Sơn Hải thân là chủ nhân mời mọi người nhập tịch, như hữu đạo rất ngoan ngoãn, thừa nhận bản thân tuổi trẻ tư lịch nông cạn, chủ động ngồi ở phía dưới. Trên bàn cơm rất phong phú, hai tử biết khóc có sữa uống, trước kia lúc trung thực không để ý bên này, cho đến bên này bắt đầu gây sự, động một tí liền báo nói có người cố ý làm khó dễ, tuần cha ti không muốn bởi vì chút sự tình nhỏ mà gây phiền toái, phương diện ăn dùng xem như là tận lực thỏa mãn. Trường 1679, miễn cho luôn nói ta làm một mình, một tùy tùng tự có địa phương cho tùy tùng ăn uống sau khi chủ khách ngồi xuống nâng chén lẫn nhau khách sáo một phen là không tránh khỏi dựa qua ba chén bắt đầu tiến vào đề tài chính đàm luận đơn giản vẫn là sự tình đốc cha lẫn nhau dò hỏi tình huống bên đối phương thương nghị khả năng phối hợp tuy nghiêu hữu đạo có mặt nhưng núp ở phía dưới ăn uống thỏa thuê liên tục hạ đũa không nói lời nào thật không dễ dàng kéo hắn ra mọi người sao có thể buông tha hắn cuối cùng ánh mắt đều rơi vào trên người nghiêu hữu đạo biết vị này là bị mai trường hồng chặn lại không có biện pháp đến cũng là đến qua loa góp đủ số thái thúc sơn hải ho một tiếng hỏi như trưởng lão mọi người đều nói tình huống các nơi yêu hồ ti của ngươi có tình huống gì không cũng nên nói cho mọi người nghe một chút chứ như hữu đạo đang nhai thức ăn ngẩng đầu ánh mắt quét qua thấy ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm không khỏi nuốt đồ vật trong miệng xuống cực kỳ khiêm tốn nở nụ cười tình huống của yêu hồ ti ta cũng không rõ lắm các ngươi hỏi ta cũng như hỏi không trong nháy mắt mọi người ngưng nghẹn im lặng, dần lộ ra thần sắc buồn nôn hoặc nhiều hoặc ít. Cái gì gọi là ngươi không rõ ràng, ngươi ở yêu hồ ti đốc cha, ngươi không rõ ràng ai rõ ràng, không hỏi ngươi hỏi ai. Thằng này luôn muốn làm một mình, luôn không mời được, thật không dễ dàng kéo tới còn qua loa mọi người, mọi người có mặt đều muốn bóp chết hắn. Trưởng lão vạn thú môn an thủ quý thờ ơ nói, như trưởng lão, mọi người đều hãm ở trong nơi này, đồng mưu lối thoát mới tốt, người luôn như vậy sẽ rất vô vị. Như hữu đạo cầm lên khăn ăn trên bàn lau miệng, lời này của an trưởng lão, như mẫu nghe không hiểu là ý gì. An thủ quý nói, đã lâu như thế, ngươi là người sáng suốt, có thể không rõ ràng sao? Nếu ngươi nhất định muốn làm một mình, ngày hôm nay trước mặt mọi người không ngại nói thẳng, không cần coi chúng ta là kẻ ngu si lừa gạt, ai cũng không ngốc. Như hữu đạo nói, xem ra chưa bị hiểu lầm ta rất sâu, tình huống ở yêu hồ ti ta đích xác không rõ ràng, thực không biết nói với mọi người cái gì mới tốt. Thái Thúc Sơn Hải nói, cũng chính là nói, người chê chúng ta trói buộc, cảm thấy năng lực của mình rất mạnh, nhất định muốn làm một mình. Không không không, Nghiêu Hữu Đạo liên tục xua tay, hiểu lầm, thật hiểu lầm, ta thật không rõ tình huống của yêu hồ ti. Không dối gạt chư vị, ta chưa bao giờ ở trong nội bộ yêu hồ ti làm qua sự tình đốc cha gì, ta trường kỳ chạy ở bên ngoài, sự tình nội bộ yêu hồ ti, ta cơ hồ không hỏi đến qua. Tình huống ta thường ở ngoài, hẳn chư vị đều biết đến. Mọi người nhíu mày nhìn nhau, thật giống như là có việc này, nhưng luôn cảm giác vị này không nói thật. Trưởng lão thiên hỏa giáo lưu diệu, cao mày nói. Như trưởng lão, phương hướng người đốc cha chủ yếu là yêu hồ ti, người không cha yêu hồ ti, trường kỳ chạy ở bên ngoài làm gì. Mỗi ngày chạy đi xây dựng quan hệ uống rượu mừng sao. Là chỉ sự tình đi băng tuyết thánh địa uống rượu mừng. Như hữu đạo than thở nói, chư vị, ta cũng không muốn chạy khắp nơi, thế nhưng không có biện pháp, lão tử mệnh khổ, bị phân đến yêu hồ ti, muốn tố khổ cũng không có địa phương nói. Mọi người không rõ, Lưu Diệu hỏi, lời ấy là sao? Như Hữu Đạo nói, tình huống ở yêu hồ ti không giống các ti của các ngươi, chức trách chủ yếu của yêu hồ ti là cái gì? Các ngươi hẳn rõ ràng, chức trách chủ yếu là ở hoang trạch tử địa, trường kỳ càn quét yêu hồ, ở trong vấn thiên thành căn bản không có sự tình gì, quạnh quẽ đến không ai để ý, ta ở vấn thiên thành đốc cha cái gì? Cha bọn hắn quần áo không chỉnh tề, cha bọn hắn ăn uống vệ sinh sao? Loại chuyện vặt vãnh này, ta có thể cầm ra báo cho Thánh Tôn sao? Trưởng lão Liệt Thiên Cung Vũ Hoa, chiếu theo ngươi nói, ngươi hẳn là giống như bọn hắn đi hoang trạch tử địa mới đúng, nhưng theo chúng ta biết một chút tình huống, thật giống như ngươi chỉ chạy loạn khắp nơi. Nưu Hữu Đạo thả khăn ăn trong tay xuống, vỗ nhẹ mặt bàn. "Chư vị, vấn đề ở trong này." Mọi người nhìn nhau, tựa hồ không minh bạch, Vũ Hoa lại hỏi. "Nói như thế nào?" Nưu Hữu Đạo thở dài, "Trước đó ta và Huyền Diệu Long phiếm hải gây ra sự tình, hẳn các ngươi đều có nghe thấy. Không dối gạt chư vị, ở trước khi đến vấn thiên thành, ta đã đắc tội bọn hắn, những người này không có lòng tốt với ta. Ta bị phân đến yêu hồ ti, các ngươi cho rằng là chuyện tốt gì sao? Chư vị, các ngươi không ngại đứng ở vị trí của ta suy nghĩ tình cảnh của ta, vì cái gì ta bị phân đến yêu hồ ti? Yêu hồ ti là phải đi hoang trạch tử địa lăn lộn, người chết ở hoang trạch tử địa rất kỳ quái sao? Ở trong này, quyền sinh quyền sát của chúng ta không ở trên tay bọn hắn, không ai dám động chúng ta, nhưng một khi tới hoang trạch tử địa, không cẩn thận bị yêu hồ giết, chỉ sợ ngay cả manh mối ta bị mưu hại cũng không tìm được. Ta bị phân đến yêu hồ ti, ta hoài nghi không phải trùng hợp, mà là có người cố ý. Chư vị thử nghĩ, ta dám chạy về phía hoang trạch tử địa sao? Ở trong này cha không ra thành tựu gì, hoang trạch tử địa ta lại không dám đi, các ngươi nói ta làm sao lo liệu. Ta trừ chạy lung tung ở bên ngoài lại có thể làm sao. Hai người tần, Kha vẫn vỉnh tai nghe động tĩnh bên trong, nghe thấy lời ấy, hai người không khỏi nhìn nhau. Hai người phát hiện trưởng lão nói quá có lý, phát hiện ngay cả bọn hắn nghe xong cũng suýt chút nữa tin. Mọi người nghe xong đều trầm mặc, có người suy tư khẽ gật đầu, quả thật đứng ở góc độ của nhưu Hữu đạo suy nghĩ, đúng là có sự việc như thế, chẳng trách Trường Kỳ Bôn Ba ở bên ngoài, nguyên lai like là vì như vậy. Mặc dù lý là như thế, nhưng mọi người căn bản không tin Nưu Hữu đạo có thể trung thực như thế, thằng này nhìn như tuổi trẻ nhiên tiếp xúc càng lâu càng phát hiện cáo giả như lão hồ ly thái thúc sơn hải nói như trưởng lão không phải người hồ đồ hẳn phải biết lại như vậy là không cách nào lăn lộn được nhân viên đốc cha ở bên ngoài đã bị giết một nhóm làm không ra kết quả thánh tôn mong muốn chỉ sợ sau đó sẽ đến phiên chúng ta có chút sự tình như trưởng lão người nhìn rõ ràng lão phu không tin như trưởng lão chỉ chạy lung tung ở bên ngoài yêu hồ ti ở ngoài có phát hiện gì không ngại nói cho chúng ta có sự tình gì cũng tiện để mọi người có chuẩn bị mọi người nói phải không phải là cái đạo lý này mọi người dồn dập hưởng ứng ở dưới mọi người nhìn kỹ như hữu đạo im lặng một hồi cuối cùng nói trong lúc ta chạy ở bên ngoài đích xác phát hiện một chút vấn đề thái thúc sơn hải à lên một tiếng không ngại nói nghe như hữu đạo lắc đầu nói vẫn là không nói mới tốt có chút sự tình không muốn mọi người cuốn vào không nói cho mọi người là không muốn hại mọi người suy nghĩ cho chúng ta mọi người hai mặt nhìn nhau cảm thấy giao tình giữa chúng ta còn giống như không có sâu đến mức độ này a à, có thể tin hắn mới thật có quỷ nói cách khác người cũng không sợ chúng ta sợ cái gì trưởng lão huyết thần điện mai trường hồng than thở nói mọi người đồng khí liên chi như trưởng lão nói lời này liền xa cách đã tới thời điểm này còn phân ngươi ta cái gì có vấn đề gì nói nghe một chút như hữu đạo lắc đầu người nhiều mắt tạp hiện tại vẫn chưa thể nói thái thúc sơn hải trầm giọng nói mọi người đã liên thủ Đồng thời đối kháng phiêu miểu các, lẽ nào ngươi còn sợ chúng ta để lộ bí mật sao? Như Hữu Đạo nói, có chút sự tình không thể không phòng, có chút sự tình chỉ có thể làm không thể nói. Loại sự tình tra án này, mọi người hẳn rõ ràng, một khi để lộ bí mật, một khi để tình tiết án lộ ra phong thanh, rất có khả năng sẽ phí công. Ta đã tra đến thời khắc then chốt, không thể có bất kỳ sơ suất. Chương 1680, miễn cho luôn nói ta làm một mình hai. Tra sự tình gì đến thời khắc then chốt mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều bị câu lòng ngứa ngáy thái thúc sơn hải nhíu mày nói nói nửa ngày bằng không nói nói cho cùng ngươi vẫn là muốn bỏ qua chúng ta làm một mình ta không phải ý tứ này như hữu đạo xua tay phủ nhận trầm mặc một lúc sau đó mới nói sự tình này dựa vào một mình ta cũng khó làm như vậy đi nếu như mọi người có hứng thú qua hai ngày ta bắt chuyện để mọi người cùng đi một chuyến đến thời điểm đó mọi người tự nhiên sẽ biết là sự tình gì cũng miễn cho luôn nói ta làm một mình nhớ kỹ trước khi xuất phát nhất định phải bảo mật đại quân dừng lại nhìn về núi lớn liên miên ở phương xa hảo vân thắng và hảo khải mặc chiến giáp lĩnh quân ở phía trước rất có khí thế uy nghiêm một con phi cầm cỡ lớn bay tới từ trên không nhảy xuống một người nhìn hảo khải chắp tay nói báo trong thanh mộ xuyên trừ dân du mục ở nơi đây thì không có bất kỳ gì thường hảo khải thở phào nhẹ nhóm phất tay nói, tiếp tục điều tra, vâng, người tới lĩnh mệnh, bay lên trời, rơi ở trên người phi cầm, lại lần nữa đi xa. Hạo Vân Thắng cười ha ha nói, lần này đại tướng quân yên tâm chứ, Hạo Khải Than thở nói, vương thúc, thanh mộ xuyên thế núi liên miên, đi đường vòng rất tốn thời gian, bên tấn quốc thúc dục gấp, nơi đây tất thành địa phương chúng ta phải qua, không thể không phòng. Hạo Vân Thắng tự nhiên rõ ràng ý nghĩ của cháu trai, tạo phản, sợ sệt, nghe tướng lĩnh phía dưới nhắc nhở, vì vậy cực kỳ cẩn thận, chứ không phải năng trinh thiện chiến gì. Hắn lại cười ha ha nói, đại tướng quân lần đầu tham chiến, không khỏi lo ngại, chúng ta có 50 vạn đại quân, mai phục nhau nhỏ sao có thể chặn lại, không có nhân mã tương đối căn bản không cách nào phục kích. Thám tử theo quân của chúng ta phân tán bốn phía, cộng thêm tai mắt bên tấn quốc, nếu hô diên vô hận triệu tập đại quân đến đây, không thể không bị phát hiện. Căn cứ tình báo, đại quân của hô diên vô hận vẫn kháng chỉ không tuân, đại quân cũng không có bất kỳ điều động dị thường nào. Mặt khác chính là, nếu thật có số lượng quân địch tương đối, đồ quân nhu tiếp tế cũng không phải con số nhỏ, căn bản không thể không bị phát hiện. Bây giờ thám tử chưa phát hiện dị thường gì, cho nên đại tướng quân thật là lo xa rồi. Hạo Khải gật đầu, không có chuyện gì tự nhiên tốt nhất, truyền lệnh đại quân, tiếp tục tiến lên. Phản quân lại lần nữa xuất phát tiến lên, Hạo Vân Thắng thỉnh thoảng liếc Hạo Khải, trong lòng cười gần. Hàm đại tướng quân của Hạo Khải là tự phong, hắn khá xem thường Hạo Khải, cảm thấy Hạo Khải là hạng người vô năng, khuất mình ở dưới Hạo Khải làm phó cũng là không có biện pháp. Dưới chân núi Thanh Mộ Xuyên, trong một bãi chăn nuôi, Hô Diên Bảo ăn mặc giống như dân du mục, cũng là trưởng tử của Hô Diên Vô Hận, đang ngồi xổm ở dưới bụng dê vắt sữa. Quân sĩ ăn mặc tương tự dân du mục phóng ngựa đến, đưa lên quân tình. Được biết phản quân đã tới gần Thanh Mộ Xuyên, Hô Diên Bảo cười lạnh. Một đám ô hợp cũng dám tạo phản, truyền lệnh Hô Diên Định, Đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, theo kế hoạch đã định xuất kích. Hồ Diên định chính là con thứ của Hồ Diên gia, theo hắn ra lệnh, một con kim xí sí bay lên, ngay sau đó, trên lều vải trong bãi chăn nuôi, hưu, một lệnh tiễn bay lên không, trong các nơi chăn nuôi dưới chân núi, không ngừng lao ra vô số dân du mục, ôm yên ngựa đeo dây cương, từng cái từng cái nhảy lên lưng ngựa. Khu vực nhân viên khuyết tán cực kỳ rộng rãi, xa hơn trăm dặm, tất cả đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, dẫn xong kỳ chạy tới địa phương tập kết. Đợi ngựa dự phòng mệt mỏi, cách mục đích cũng gần rồi, lập tức vứt bỏ ngựa dự phòng, đổi qua chiến mã. Ba vạn dân du mục giống như con kiến bốc lên, hỏa tốc tập kết về phía Hồ Diên Bảo. Cách hậu phương của phản quân trăm dặm, Hồ Diên định ở trong 30 vạn đại quân bình phản nhận được huynh trưởng đưa thư, đột nhiên làm loạn, tại chỗ chém giết một lão tướng, cũng là thống soái của 30 vạn đại quân bình phản. Hồ Diên định nhân lúc chưa sẵn sàng, tự tay chặt đầu đối phương. Ai cũng không nghĩ tới Hồ Diên định dám động thủ với thống soái, không đề phòng bị hắn đắc thủ. Một đao này của nhị ca, làm Hồ Diên uy hãi hùng khiếp vía, lần thứ nhất thấy tình cảnh này, lần thứ nhất thấy nhị ca sát tính như vậy, hai chân có chút nhũn ra. Động tác này suýt chút nữa gây nên nổi loạn, đầu tiên là các pháp sư bảo hộ lão tướng không đáp ứng, dưới tình thế cấp bách Hồ Diên định lộ ra thánh chỉ bí mật, truyền ý chỉ của hoàng đế, tiếp đại quyền thống soái của quân bình phản cũng tuyên bố 100 vạn nhân mã của Hồ Diên vô hận đã bí mật đến địa phương Mai Phục, đã đánh bại phản quân, lệnh 30 vạn đại quân bình phản lập tức hết tốc lực đi vây quét cá lọt lưới. Hồ Diên vô hận kháng chỉ không tuân, nơi nào tới 100 vạn nhân mã. Mọi người không tin, Hồ Diên định mặc kệ bọn hắn có tin hay không, chỉ cảnh cáo, một khi bỏ lỡ chiến cơ, cũng coi như phản quân, trở thành đối tượng trăm vạn đại quân của Hồ Diên vô hận tiêu diệt. Lệnh Hồ Diên uy làm tiên phong, lĩnh 5.000 kiêu kỳ quân hỏa tốc tập kích bất ngờ, phối hợp đại quân của Hồ Diên vô hận tiếu địch. Hồ Diên uy dẫn 5000 kỵ binh nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi, nhưng trong lòng có chút bất mãn, tiên phong như hắn chỉ là trang trí, quyền chỉ huy chân chính là ở trong tay phó tướng. Không có biện pháp, hắn chưa bao giờ trải qua chiến trường, Hồ Diên định không yên lòng, cũng không thể mạo muội giao 5000 kiêu kỵ quân cho hắn chỉ huy, để hắn làm tướng tiên phong chỉ là chiêu bài, là cho người khác xem. Dưới thanh mộ xuyên đột nhiên xuất hiện đại lượng nhân mã tập kết, không thể giấu giếm được tai mắt của phản quân. Trên đường quả nhiên có vấn đề, phản quân sợ đến biến sắc, đặc biệt là Hạo Khải, càng sợ sệt. Vốn định đổi đường rời đi, nhưng hiện tại đã muộn, theo báo cáo, đối phương toàn là kỵ binh, 50 vạn binh mã muốn chạy, phải vứt bỏ đại lượng bộ binh mới được. Thám tử báo cáo, cuối cùng xác định đối phương chỉ có khoảng 3 vạn nhân mã, 3 vạn nhân mã muốn chống lại 50 vạn đại quân, quả thực là nói đùa. Lấy Hạo Khải dẫn đầu phản quân tâm thần hơi định đại quân nhanh chóng tập kết lập trận chờ đợi chờ đợi chờ đợi ba vạn kỵ binh minh mông cuồn cuộn rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt toàn bộ ăn mặc như dân du mục có người xem thường cười lạnh hạo vân thắng càng cười to ta nói từ đâu tới nhân mã của triều đình nguyên lai là không tiếc triệu tập dân du mục chặn lại trong chư tướng ai muốn lập công đầu mà tướng nguyện đi một tướng chủ động xin đi đánh giặc hạo khải phê chuẩn quân trận tránh ra một con đường bên này đồng dạng phái ra 3 vạn kỵ binh ninh chiến. Có hàng vạn con ngựa chạy trồm, song phương đụng vào nhau, trong nháy mắt tiếng chân ầm ầm, chiến mã hy vang, tiếng kêu thảm thiết càng không dứt bên tai. Kết quả làm phản quân giật nảy cả mình, chỉ vừa đối mặt xung kích, ba vạn kỵ binh của phản quân liền bị đánh tơi bời, có thể nói là bị đánh không có lực chống đỡ. Ba vạn kỵ binh du mục, qua lại sen kẽ rất có trương pháp, công phòng phối hợp không giống bình thường, lâm thời tập kết dân du mục làm sao có khả năng chiến đấu như vậy. Chỉ một lần xung kích, ba vạn kỵ binh của phản quân liền tử thương mảnh lớn, hoảng hốt bỏ trốn, vừa đối mặt liền tan vỡ,